Đây. Nhiều mày. Mày ơi. Cho em bịch chứ. Mày qua đây hậu má thì mút luôn. Bỏ ra xuống này. Kéo khô cái đá ra luôn rồi. Má hồi bữa này nó sẽ ra giường sớm tôi cũng đỡ rồi chứ. Mẹ, mẹ. Nó sẽ ra giường trễ quá, tôi mua mấy bộ một nùi tiền, một đống tiền, toàn tiền triệu không. Nè mấy chị, em dọn kho được là 18 bộ ra giường. Em nói thiệt á, nếu mà cái bộ này mà em mà có, em mà biết sớm á nha mấy chị, là em không mất cả chục triệu đâu. Đây nè, 300 ngàn một bộ mà 1m6 với 1m8 mà đẹp cực kỳ. Chị nào mua về thay tết dùng nè. Mở mở cái này luôn. Nhưng mà hơi bụi một tí nha. Nhưng mà hơi bụi một tí. Bộ này là bộ ra giường nè. Chút nữa thay bằng cái bịch khác, thay bằng bịch đen nè mấy chị. Cái này nó bụi lắm luôn á. Nè. Cái này mà mở ra ăn lùng nó xin liền rồi mấy chị. Nó chuộng cái màu này ghê lắm lận. Nó chuộng cái màu này gì anh? Ừ, lấy thêm á. Hello, hello. Bấm cho em xin nút chia sẻ nha mấy chị nha. Bấm cho em xin nút chia sẻ mấy chị. Quần lót anh. Ủa sao em thấy ai comment gì hết trơn trời. Em thấy ai nè comment lẹ lẹ cho chút nữa lên siêu phẩm kia giật lộn kịp á. Thiệt. Comment lẹ lẹ nha cho chút lên cái siêu phẩm kia là giật lộn không kịp á. Thiệt. Tối nay có một món siêu phẩm lắm. Trời nghe giọng ghê quá. Má nghe giọng ghê quá. Thiệt. 300 ngàn nè. Em lấy cái hàng em xả kho được cái thằng này, em giật được cái thằng này được 16 bộ mấy chị. Được 16 bộ nha. Nhưng mà 300 ngàn bộ mấy chị chọn mít mấy đi. Chứ giờ em không biết nó mít mấy luôn á. À cái này là cái ra giường nè con. Cái này là cái ra niệm nè. Ha. Cái này là cái ra niệm nè. Đây. 300 ngàn mà em nói mấy chị form đẹp cực kỳ. Dành đi chứ bé lùn nó dành nè. Kèm hai cái áo gối. 300 ngàn mấy chị. Nhưng mà nó là cô tông. Nó là cô tông gì á. Em không biết nó là cô tông gì. Nhưng mà nó rất là đã mấy chị. Đây 300 ngàn. Làm ơn đi hàng hút kho nữa mấy chị. Chứ không dễ gì có đâu. Có thử mấy máy nè. Cho lùm nó tâm. Với lại nó đang soạn cái mền cho em á. Nó đang soạn cái mền cho em. Nè bỏ cái hộp à. Hổm giờ nhung vỏ quên cái dòng trầm của nhung vỏ. Mà nhung vỏ cũng không chịu nhắc chị. Đúng không nhung vỏ? Hổm này quên cái dòng trầm tặng nhung vỏ. Dòng trầm thiệt á mấy má. Chứ không phải tôi dùng hàng tàu lao đâu. Nè tặng cô nhung vỏ rồi bữa hứa nè. Hứa tặng cô nhung vỏ. Dòng trầm thiệt đó mấy má. Dòng đó của con mua mấy triệu đó mấy má. Chứ không phải dùng. Chứ không phải là dùng hàng mà chìm tàu vớt vào bán rẻ đâu nghe. Không có nha. Không có vụ đó đâu. Hôm nay mấy chị muốn em lên mẫu gì đầu tiên? BB bỏ vô cái hộp bánh này đi. Dòng đó đẹp quá đúng rồi. Nguyên bộ có mềm không? Chị Hiền, nếu mà dùng, nếu mà theo em á nha, nếu mà em nhận cái bộ này á, là em dùng từ ưng ý. Nếu mà 300 mà em mua, chị, hồi bữa em mua một cái bộ 2.7, 2.8, nó cũng, nó chỉ là 9-10 với thằng này thôi chị. Hứa với chị luôn á, hồi bữa em mua cái bộ 2.7, 2.8, mà nó chỉ 9-10 với thằng này. Thật sự, nó không phải nói để bán được đâu. Mấy chị cứ dùng thử, mà có một bộ à. Có bộ xanh này à mấy chị. Tại vì cái bịch nó bụi quá em phải bỏ ra vậy nè. Để chút tụi nó xếp lại, tự động tụi nó xếp lại. Cái bịch bụi quá. Tại vì hàng tồn mà mấy chị, hàng ở kho. Hàng nó bị kẹt trong cái mép á mấy chị. Biết hàng kẹt trong mép không? Bộ này rất là xinh nha. Chị nào mà phòng nào có con gái dài dài như bé lùn á. Đó. Thì hút cái bộ này. Nè hút cái bộ này.
Em nói thật sự nha, ở bên đây cái lớp thì nó dày hơn cái lớp này, nó ngon hơn những cái bộ mà em mua. Bộ này 300. Xin lỗi mấy chị chứ, nhờ mấy thằng này mới có. Nhờ, ủa Bi, ở trên cái giường của Bi nó không có cái niệm à? Cái niệm kem kem nó nằm ở đâu không? Ờ, kệ em chứ, nó hỏi vậy thôi. Nè, lên siêu phẩm nè. Thần 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 thần. Lấy bộ 18. Chị mẹ ơi, lấy bộ 18 hả chị? Em không biết bộ này 16 hay 18 nữa chị. 300 ngàn thôi Tú Linh. Nếu bộ 18 để em lấy mẫu khác cho chị lựa nha. Đây, nhà em gì tiền không có, chứ mấy cái đồ quỷ đồ trâu đều nhiều lắm. Bộ này 18 nè. Bộ này 18 nè chị. Hoa, hoa đen. Bộ này 18 hoa đen nè. Nè, màu xanh đen nè, thật không? 18. Em coi bộ nào, hơi bụi nha. Em có nói với mấy chị hơi bụi nha. Bộ này là 1m8 x 2m nè. Bộ này là hoa. Hoa gì? Đẹp hết á chị ha. Màu đẹp không? Em lựa màu đẹp không? Đó, hoa đỏ. Chốt giùm em hoa đỏ đi. Bộ này là caro 1m8 nè. Bộ này caro 1m8 có 1m6 nữa nha. 1m8 sọc caro có không? Thân Thị Anh. Trời, bà làm giống như quỷ mới đưa lên nè. Thân Thị Anh nè. Có bán mền không bé? Có. Chỉ có bán dâm là không bán thôi. Đứng đứng vậy lấy Thảo Nguyên, đứng vậy lấy. Đứng vậy lấy cho Út. Đưa qua đây. Từ từ em đưa lên 1m8 mà đưa 1m6 không? Đưa từng cái lên con. Sao mà xách hết được. Caro của Thân Thị Anh 300. 1m8 nè. 1m8 nè. Caro chốt đó. Chứ đâu có nhiều đâu gái. Có gói ôm, có 7 ôm, bán 7 gì ôm được không? 1m8 hoa xanh nè. Đẹp không mấy chị? Trời ơi, màu sạch sẽ không? 1m8 caro nè. 1m8 caro nè. Đó. 1m6 có màu gì? Ok. Đợi tí xíu. Này 1m8 caro luôn nè. Cái caro của chị Thân Thị Anh đẹp á. Caro của Thân Thị Anh có 7 ôm đỡ được nè. Caro 1m6 nè. Coi nha, caro 1m6 là 300 ngàn bộ. Nó chỉ là ra với hai cái bạc bọc gối thôi, không có mền đâu nha chị. 300 ngàn bộ này mền không có đâu. Lấy bộ xanh lúc đầu đưa lên của Ngô Hiền. Đúng rồi chị, bộ này đẹp quá trời. Chị ơi, hàng này hàng xịn mà chị. Đâu phải hàng chìm tàu dứt già bán rẻ đâu. Chết con Thị Anh. Nè, xếp bộ này bỏ trong bịch bóng trắng giống như kia đi con. Xếp lại, cuộn lại. Thôi thử đủ hai áo gối cho nó lùng giống cái á. Ngô Hiền 300. Em nói chị nghe, cái bộ này với cái bộ 2.8 triệu em mua ở nhà em là 9 với 10 với cái điểm này á. Nè, 1m6 nè. Hơi bị bụi tí nha. 1m6. 1m6 xanh đen cô gái nè. Lựa đi chứ không biết lùng mới lấy nè. Đó. Lựa đi chứ không biết lùng. 1m6 nè. 1m6 nè. Trời ơi, đẹp không à mấy chị. 1m6 nè. 1m6 hoa đỏ nè. 1m6 hoa đỏ nè. Em bung lên cái mấy chị thấy xỉu luôn. Nhưng mà em ship em cũng xỉu luôn. Này, bạn má mi nhắn kiếm giùm má má mi. Trời ơi, dễ sò thì. Bạn má mi dạo này dễ sò thì. Này, 1m8 nè. Hoa xanh nè. Mở bộ này cho mấy chị coi nha. Trời ơi, 300 ngàn mà mấy chị ở bài đồng đang thả tim. Chị Ngô Hiền, em không biết cái đó là 1m6 hay 1m8 luôn á. Ừ, 1m8 chị. www.dara.co.mo. Trời, thấy đọc ghê không? 1m8 á chị. Một bộ 1m8 hoa xanh của chị Tiên Mỹ. Cái này ba cao bao nhiêu phân hay là mền? Không biết. Đây. Shop của chị gắn lộn sai. Hay giá chị gửi cho em bộ 2X mà như 6X chạy chặt mặc vô cái quần dài mà rộng. Mặc vô cái quần dài mà rộng quá trời. Như 6X vậy. Cái áo cũng vậy, đem đi sửa mà mặc vô ai cũng. Sao không chụp hình báo em? Bộ này phải không chị Tiên Mỹ? Tiên Mỹ lấy bộ này đúng không? Tiên Mỹ 300 nè. Tiên Mỹ 300 nè. Hồi em tối nay có cái siêu phẩm này hay lắm. Bộ này 1m6 không con? 1m6 hoa xanh nè. 1m6 hoa xanh. Mở bộ cho mấy chị coi nha. Sao chụp qua để báo. Nè, đẹp không mấy chị? Nè mấy chị coi nè. Trời ơi, thật sự là hối hận lắm luôn á. Nè, cái này không biết đâu chị Thân Thị Anh. Nó dày lắm nha, nó không có cạn đâu, nó dày vậy nè. Nè, trời ơi, tôi đúng sai lầm luôn á mấy chị. Ui, bữa tôi mua mấy bộ kia là sai lầm luôn. Do lạng quỷ thì nó không chịu xẻ sớm cho tôi nè. Không ai chơi nó là sao anh? Thiệt á chứ.
Bộ này mét mấy vậy? Bộ này mới lấy từ đây à? Bộ này mét 6 nè. Đem đi sửa rồi thì báo em cũng như không. Bỏ vô đi con, bỏ vô giùm bốc anh. Ôi mét 6 nè. Một mét 6 hoa xanh mới mở đúng không Thanh Tuyền? Lấy bộ đó cho Thanh Tuyền. Em nói mấy chị nghe, cái hàng này đi kiếm 300 không có bộ nào như vậy đâu. Mấy chị mặc mang cái bộ này 300, mấy chị mang mấy năm không hư. Nói thiệt lòng á, có nhiêu tour hết à. Em mặc vô mà ai cũng cười đau bụng, lần sau bớt cười đau bụng rồi nha bà nội. Lần sau phải báo nha, bớt cười đau bụng rồi. Nè, mở bộ 1m6 nữa cho mấy chị coi nè. Mở tiếp bộ 1m6 cho mấy chị coi nè. Ủa cái đó là mét mấy, coi trên bịch mét mấy à con? Một mấy tám vậy, đưa lấy mấy sáu bên này nè. Này một mấy sáu mà, tôi đoán mà. Một mấy sáu. Mấy sáu vậy đưa cái đó qua cho cô Thanh Tuyền đi. Nó giống như em đang đưa lên nè chị. Mở cái này ra sao không biết xếp lại. Chưa lên áo khoác Diễm Ngọc. Nè cái này là một mét mấy. Đây là một mét sáu nè. Ôi chết luôn chứ sống gì nổi mấy chị. Về đi coi đi cái chất vải đi mấy bà nội. Nè mở ra hồi má tôi không biết xếp lại luôn. Đây nè mấy chị. Nè. Đó nó dày hay mỏng hay nó làm sao ai biết nó như vậy nè. Giờ kêu nhiêu phân tôi đâu có biết đâu. Nó như vậy nè. Rồi giờ mấy má kêu tôi ship sao đây trời. Thì có kêu con lùng nó ship chứ nó chửi chết luôn á. Nè lùng ship đi con. Hả con chửi đi con. Mấy xấu đó. Có áo khoác chưa lên nha. Bấm cho em xin nút chia sẻ đi mấy chát. Bây bưng tao áo khoác hồi trưa bắt tư bưng lên á. Bưng một bao thôi. Còn mấy cục để lại để dành từ từ bán. Xả áo khoác cho mấy chị nè. 150 nha. 150 xả 101. À chị Đỗ Thanh nha. Chị Đỗ Thanh giải quyết biêu hàng thì giải quyết giùm em cho mau nha. Để em coi tụi chị. Chị Đỗ Thanh là cái chị Công Nguyễn tối qua đó. Đây. Bốn cái quần. Đây nè. Lớn nhất là cái bộ cô tông là em sẽ không có đổi cho chị Công Nguyễn nha. Tại vì bộ cô tông á, em bán tới thời điểm bây giờ chưa ai đổi hết, size từ 60 đến 90 kg. Tại vì quần nó may theo form quần legging chứ không phải quần thoải mái. Cho nên chị Đỗ Thanh 72kg sẽ vừa. Tại vì cái quần jean này chị mặc rộng là cái quần đó chị mặc sẽ vừa. Tại vì chị không thích thôi. Thứ nhất, thứ hai, nó là hàng sale em không có cho đổi trả. Rồi ok chưa. Còn hai con quần này size 33 chị rộng. Ngắn quá chị ơi thích mặc dài. Chị vô chị chốt quần chính tóc mà chị đòi thích mặc dài sao. Thiệt sự là bán hàng kiểu này em không bán được đâu nha. Em nói thiệt lòng á. Chốt thì chốt quần chính tóc mà ngắn quá em không mặc được là cái này em không chịu trách nhiệm đâu. Còn hai cái quần Chanel này, chị muốn đổi qua size 34 hay chị muốn đổi xuống size 32. Đó, chị chỉ cần nói với em thôi là em đổi đồ cho chị. Cái hàng sale á, cái hàng sale á thì em không đổi trẻ cho chị cái bộ cô tông. Bộ cô tông là từ 60 đến 90 kg ai mặc cũng được hết á. Em nói thật lòng, tại do chị không thích quần ôm. Đó. Rồi, quần dài này, Chanel này nè. Chanel này là Chanel dài. Nhưng mà Chanel này em là 1m67 em mặc tới đây. Còn bây giờ nè. Giờ nè ha. Ok. Chị đổi size 32. Thấp hơn cái size chị đang chọn. Hay là chị muốn đổi size 34. Đó. Chị muốn đổi size 32 hay chị muốn đổi size 34. Chị báo em. Ngày mai em sẽ đổi trẻ cho chị. Ok chưa. Ha. Rồi. Áo khoác. Hứa với mấy chị xả một bao áo khoác. Xả một bao thôi. Hứa với mấy chị xả một bao áo khoác. Chứ em bán hàng 4 năm rồi, nghe mấy chị, bán hàng 4 năm rồi, 60 đến 90 kg, trời ơi, xíu xíu, xấu thiệt chứ. Bà nào kêu tôi mở cái tấm ra là chi vậy trời, xếp lại tôi còn không muốn mua nữa, đừng nói chi khách. Bà nào kêu tôi mở tấm ra là chi vậy? Bà nào? Em đổi quần dài, không được mấy đổ kiểu này. Chị đổi quần dài size bao nhiêu, em lên quần dài cho chị đổi. Nè. Xả áo khoác cho mấy chị nha. Xả áo khoác 100 ngàn cho những chị có chia sẻ live stream. 60 đến 100 kg. Ok chưa? Nó nhiều màu lắm. Nó nhiều mẻ lắm. Xả con này là người lấy cái đủ màu. Nhưng mà màu tối không à. Chứ bây giờ mà bắt em mở ra là em không có mở.
À, em đổi qua cho chị một con lông chuột size 33 với một con quần rinh dài chờ neo ngay đít size 33, ok không? Giờ gửi lại cho chị mấy bộ cô tông được á, nhưng mà chị chọn mẫu, chị chọn màu là em không chịu. Có màu đâu mà chị chọn, màu nào nó cũng màu đậm hết á. Chị chịu không? Em chọn lại cho chị 4 bộ hay 6 bộ đen Adidas của Thái Huyền. Shop bán dê gì em mới vô, chị Huỳnh Ba hả? À chút xíu nữa chị đổ ba đợi em tí nha. Ngồi chơi đi chị. Ngồi chơi đi, em lên đồ từ từ. Chứ còn bộ em sẽ đổi cho chị hai mã rin ha. Ok chị. 100.000 đầu like. Nè chốt đi mấy chị ơi, 60-90kg áo khoác. Vải đẹp lắm nha. Vải đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi luôn. Vải đẹp bừng bừng luôn. Chốt đi mấy chị 100.000 đầu like cho những chị có chia sẻ livestream. Vải hơi bị đỉnh nha. Đi kiếm vải nào mà đẹp như thằng này mấy chị không có đâu. Nói cho biết nha. Bán cho những chị có chia sẻ livestream. Lấy mẫu bất kỳ, lấy áo bất kỳ. Không chọn màu, không chọn gì hết. Ha. Không chọn màu, không chọn gì hết nha. Xanh nai của cô Bin 100.000. Bấm cho em xin cái nút chia sẻ đi chị. Phải để dành những cái con này để bán cho những chị có chia sẻ. Thay vì em bỏ 1 triệu em chạy bay. Em không bỏ 1 triệu, em dành 1 triệu đây để em tặng mấy chị. Thì mấy chị làm ơn, bấm giùm em xin cái nút chia sẻ. Còn nếu mấy chị không bấm nút chia sẻ, bây giờ chị dịu nhàng chốt bao nhiêu bộ, bao nhiêu bộ và đừng có chốt màu cho em thì em xử lý nha. Ai vậy? Ai? Thái Huyền rêu. Ủa, biết rồi. Nguyễn Ngọc Thảo. Nguyễn Ngọc Thảo 100.000. Nam nữ mặc đều được hết. Giờ mấy chị chốt màu em không có chốt màu được đâu nha. Mấy chị chốt màu là em không chốt màu được. Mấy chị chốt lại giúp em đi. Áo khoác 100.000. Còn mấy chị chốt màu em không chốt được đâu. Có nhiều màu đẹp thiệt nhưng mà không chốt màu được. Có màu kem nữa đó, cho nên mấy chị lưu ý nha. Ừ, Thúy Ninh Nguyễn nè. Rồi lấy chị dịu nhàng 4 bộ đúng không? Thúy Ninh Nguyễn nè. Mấy chị chốt màu là không được đâu nha. Ok, 4 bộ. Rồi để em tự chốt cho chị nha. Ở thật sự là màu đậm không à. Màu đậm đậm không à. Cái chị hồi nãy là chị Công Nguyễn đó nha anh. Đó, áo khoác. Áo khoác của Thanh Tuyền. Áo khoác của Thanh Tuyền 100.000. Hai cái khóc của Diệp Hảo. Nói thì nói vậy thôi chứ màu đẹp không à mấy má. Diệp Hảo hai cái 200. Màu mạnh mẽ. Quá mệt cái màu mạnh mẽ đi bà nội ơi. Màu mạnh mẽ nè. Kèo bông gòn 100.000 màu mạnh mẽ. Chị ơi không biết chia sẻ, bấm nút phía bên trái cái nút chia sẻ đó chị. Nguyễn Điểm có 100.000. Cho ai mặc vậy? Nguyễn Điểm nè, màu mạnh mẽ. Có 100.000 của Nguyễn Điểm. Nói thì nói vậy thôi mấy chị. Thì Dung, coi thử Thì Dung nào nè. Coi thử Thì Dung nào, 100.000. À, có riêng nam 45kg, 1m72. Đi chỗ khác chơi giùm cái mâm biển. Trai thời nay 45kg. Kêu ăn uống cho. Hai cái khóc của ai? Hai khóc của Giang Nguyễn 200. Giang Nguyễn hai cái 200. Giang Nguyễn hai cái 200. Ba ơi, nãy con chưa like, con gọi ba không được. Giờ con like rồi, ba tắt đây. Ba vô coi live stream ấy. Áo khóc 100.000 của Trần Hạnh. Coi thử Trần Hạnh nào nè. Lấy hai cái tự nhiên đó Diệp Hảo, không đụng hàng là được. Trần Hạnh bình định, qua debut chưa? Chưa. Lấy hai cái tự nhiên rồi gái ơi. Trời ơi, hôm nay ra về đẹp lắm, 1m6 với 1m8 mà có 300.000 thôi mà bà nội cha nó. Nó ngang nữa. Kẹo bông gòn ở nhà, kẹo bông gòn á. Hai cái kẹo bông gòn coi giùm. Hai cái kẹo bông gòn rồi. Cái kẹo mút với cái kẹo ngậm nha. Còn được mấy trái rồi nha. Chốt thì chốt mau đi. Nè, tại sao tôi nói hôm nay trời chồng em không mập nổi chị ơi. Bơm bà hút quá bà biểu tao nói ngày 7 đêm 3 lấy đâu mà mập được bà quỷ à. Ngày 7 đi mà ba ra vô thường xuyên lấy mẹ đâu tao mập được. Dạ đây lụ đạn nổ chậm đầy lại. Đây là lụ đạn nổ chậm nha. 55.000 một hộp. 55.000 một hộp bao cao su mấy chị. 55.000 một hộp. Hai hộp 100.000. Thì Dung này không phải, Thì Dung nào quên nè.
55.000 một hộp. Một hộp 55.000. Mày hỏi làm gì? Đây là đồ quan trọng lắm, vi phạm nè. Quần đó mà, ôi 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 đùa, biết luôn. Biết cái quần luôn. Mà hôm nay lấy về size lớn đã đó. Hai hộp 100.000. Về cái nước đầm dơi. Nè. Coi quần nè. Con chọn móng tay lên nè. Trời ơi, tôi đang đợi tôi lấy điêu xuống hỏi lên. Coi quần nè. Quần này ôm thì bụng hơi bị đã luôn. Trời ơi, hai màu nha. Số lượng ít lắm. 60kg, 50kg đến 90kg. Lưu ý nha. 50kg. Còn mấy cái kiểu gòn vậy? Áo của ai? Áo của Nguyễn Chính nè. Đen Chanel biết đâu kiếm. Nhắn tin riêng ơi. Nhung vỏ hai con nè. Hai con 100.000 của Nhung vỏ, bỏ vô bịch bóng gương đi. Nhung vỏ hai con 100.000. Nhung vỏ hai con 100.000. Thanh Tuyền hai con 100.000, cầm lựu đạn. Nguyễn Tina hai quần. Nguyễn Tina hai quần 100.000. Nhắn tin này để chút xuống kia kiếm cho. Trang Đỗ hai quần. Lựu đạn nha, Trang Đỗ hai quần. Vân Thảo Nguyễn hai quần. Vân Thảo Nguyễn hai quần. Vâng, Thảo Nguyễn hai quần. Thảo Nguyễn nãy giờ view ai vậy? Đúng không? Lẹ lẹ cho hết nè. Vâng, Thảo Nguyễn hai quần. Vâng, Thảo Nguyễn hai quần 100.000. Nguyễn Trang Trang hai quần. Nguyễn Trang Trang rồi dắp hai quần. Đầy lại, để cái nắp lại. Bùi Thị Ngọc Trinh hai quần. Bùi Thị Ngọc Trinh có dấu hai quần. Hai quần 100.000. Coi chị Hương Nguyễn nào nha. Hương Nguyễn hai quần. Ai ghi? Coi thử Hương Nguyễn nè, đã cái này để mấy lùng làm nè. Mấy lùng làm để mấy lùng ấy nè. Mấy lùng nhắn tin luôn nè. Hương Nguyễn hai quần nè con. Hương Nguyễn hai quần. Nó như quần lót á. Ừ. Diệp Hảo hai quần. Diệp Hảo hai quần. Diệp Hảo hai quần Phú Yên nè. Mâm biển hai quần. Một quần 60.000. Bà nội mua hai quần đi mặc cho nó sướng. Quần này không có hàng đâu. Ai à, mâm biển nè con. Mâm biển kiểm tra. Mâm biển 100.000. Mỹ Dung hai quần. Nó mà có nhiều đâu. Mua đi rồi ngày mai kiếm tôi mua nữa. Mỹ Dung hai quần nè. Chết mẹ giờ hết đây. Mỹ Dung hai quần. Mỹ Dung hai quần. Nguyễn Chính hai quần. Trời ơi, em nói mấy chị quần đẹp lắm. Quần đẹp lắm luôn mấy chị. Quần mặc ở trong váy á. Nè. Bo bụng, nịt bụng lại sướng lắm. Nha. Bữa đây kiếm được nguồn hàng đây là hơi bị đỉnh. Nha. Hơi bị đỉnh tới ai vậy? Mâm biển chưa? Mỹ Dung chưa? Nguyễn Chính chưa? Nãy giờ có Nguyễn Chính chưa? Mỹ Dung này, vô coi dùng Mỹ Dung nào nè. Ủa có chưa đó? Chưa mà. Nguyễn Chính có chưa? Chưa, bút lông rõ rõ viết mấy đứa ơi. Lấy cái bút lông rõ rõ viết cho người ta thấy nè. Nguyễn Chính nè con. Nguyễn Chính có dấu nè, hai quần 100.000 của Nguyễn Chính. Nhi Phạm hai quần lấy đen nha. Tại vì hết rồi. Hết rồi. Nhi Phạm hai quần. Nhi Phạm hai quần. Tại dưới còn Mỹ Dung nữa, coi dùng Mỹ Dung nào vậy. Nhi Phạm hai quần. Bán gì trong hộp ạ? À, Huỳnh Chi 4 quần. Mai á, Mai Nguyễn Điểm vô lấy đi Điểm ơi. Mỹ Dung hôm qua đó. Nguyễn Điểm ơi, Mai vô lấy nha Nguyễn Điểm. Huỳnh Chi 4 quần. Ai thiếu quần này Mai lấy. Huỳnh Chi 4 quần nè. Huỳnh Chi 4 quần. Ai thiếu quần đây Mai lấy nha. Em đang lấy 100 mấy chục quần á. Dạ 55.000 cái, 2 cái 100.000. Huỳnh Chi. Huỳnh Chi có rồi. À, ai thiếu Mai lấy đi.
Hai thứ quần này Mai lấy nha. Hai thứ quần này Mai lấy giúp em. Hôm nay em sẽ kho được gì em sẽ chia sẻ mấy chị vậy. 55.000 cái, 2 cái 100.000. Ủa sao mà em tái nhờ vậy ra. Quần này ai thiếu Mai lấy đi mấy chị. Nè. Hồi nãy ai hỏi mền. Hồi nãy ai hỏi mền. Đây. Mày bớt ghía đi. Nè. Quần gì mà dùng máy đâu. Máy vô bán. Bán quần lót mà giống như bán bom nổ chập. Nó quăng một cái đùng em muốn xỉu luôn. Má xíu mà tôi né được. Bán nguồn lót mà như bán bơm nổi chậm vậy. 250 nè. Đừng có ai mua hết trơn á nha. Đừng có ai mua chứ kiểu nó đẹp quá. Hàng này hàng tôi tuyển mấy chị. Nói cho hàng này hàng sẽ kho nè. Ngày mai nó sẽ cho em mấy chục cái đây nè. Phương Đô. Dạ hàng Phương Đô rồi. Ở dưới đó có cái bill của Phương Đô. Cái quần này chị nếu mà 90kg chị phải mặc kéo lên từ từ nha. Chứ không phải mặc vô mà thấy khó vô quá là mấy chị nhẽ ra là không có đúng nha. Bill Phương Đô tối nay để lại nha. Thiếu hai cái quần nè. Ví dụ mình hôm qua là đúng không phải không? Đúng rồi. Quần chi đợi em tí xíu chị đổi không. Mền là chị nào hỏi mền thì 250 nha. Số lượng hàng này hàng kho ít lắm. Để em từ từ em lên cái này một cái. Ờ à, baby ơi, đi qua lấy cái cục quần hàng xịn á. Ôi mày đừng có xem mẫu mền, mày chốt thì mày chốt, mày đừng có xem mẫu. Ừ. Ờ à, gửi đồ em chưa Mai gửi. Mét mấy? Mét nào mà đắp đủ cái chim là đỡ lạnh là mét đó đó. Mét mấy tao cũng biết mét mấy nữa. Trời ơi mà nói ngon nghe. Nói thiệt luôn á. Coi xả ra bán con bé lùn nó khóc nè. Xả ra thì không kích lại được. Chị ơi đừng có mua. Nó kêu gì chị ơi đừng mua kìa. Nè coi cái vải nè. Coi cái vải đi. Ở ngoài nó nhìn được cái vải với cái hình nãy giờ nó ngồi nó me. Cái mền này Mai về nhiều màu lắm, đừng ai mua đó. Mền này Mai về nhiều màu lắm. À, hôm qua ai lấy cái quần lông chuột ta? Hôm qua ai bé lùn hả? Hôm qua lấy cái quần lông chuột bên kia là bé lùn lấy ai lấy? Cái cục ở trong tường á, chỗ sau lưng em với lùn ngồi bữa trưa đó. À, mai gửi luôn nha. Không có chọn màu đâu nha chị Mai Phạm. Mai gửi ngay cho Mai thì chị. À, vậy Mai mua. Bán cái cute cho cầu bi đó Mai đi. Không có chọn màu đâu. Có mâm biển. Không có chọn màu đâu áo. Sẽ kho mà chọn màu cái gì à gái. Gái Nhi Phạm. Không có chọn màu đâu nha gái Nhi Phạm. Lấy mà cái cục lông chuột với cái cục Chanel sâu đít đó bây giờ. Để vô cho chị công chị coi lại. Một cục Chanel sâu đít. Với một cục màu lông chuột. Con Châu nói cô Yên bán hàng kêu đừng mua. Đâu đừng mua thiệt mà. Mua chi? Thiệt. Mua rồi mấy chị mua nhiều quá em bán em giàu sao? Quỳnh Chi thì nè giờ có lâu lắm không mua. Giờ kia chị em chị cho đổi cái áo quần cho lớn nhé gì cũng tung nha. Cái gì vậy? Chọn ngón tay lên nè. Mới nói chuyện đang nói chuyện đó. Chịu quán gì vậy? À ok. Trời ơi sao tới giờ. Sao tới giờ vô. Sao chị tới giờ mới đổi vậy chị. Trời ơi mấy má ơi. Nghĩ sao vậy mấy chị. Ai đang hỏi áo dài 80kg là có nha chị. Áo dài 80kg có. Sao mấy chị kỳ quá à. Thiệt luôn á. Mấy chị ví dụ như mấy chị đổi đồ thì 1, 2, 3 bữa trở lại thôi mấy chị phải vô lựa chứ. Mấy chị đổi đồ mấy chị để tới bây giờ luôn. Kiếm cái size 32, 33 lên cho chị. Đối với em á, người em nó thiệt thà. Cho nên mấy chị mua hàng mấy chị đổi cũng phải thiệt thà. Chọc nó chọc rộng nó rộng nha. Mấy chị đừng có lách luật với em.
lấy lục với em ngứa gan lên em trao đổi đâu em thiệt. Thiệt mà. Bánh em nó kỳ lắm. Kẹo dẻo trái cây cá nhân con chuồn chuồn. Kẹo dẻo trái cây cá nhân con chuồn chuồn đâu. Mấy em chuồn đâu rồi. Mắc quá giờ cui. 280 chị có áo dài đỏ, áo dài vàng và áo dài chấm bi. Sao mặc em ở đây nó trắng nhợt ra trời. Kẹo dẻo trái cây con chuồn chuồn. Rồi cái gì ô mai cherry. Ô mai cherry theo Nguyễn mà bữa đặt đâu rồi. Áo dài. Đây nè mấy chị. Cái này thì 90 ngàn bữa em mặc vừa đẹp. Phải làm sao đây. 90 ngàn. Cui thử cho ăn. Không có 3233 hả? Nó còn sao nhiêu? 34 hả? 34 vậy khác cái thế ai? Nhắn tin cho em đi chị. Nhắn tin cho em đi gì? Màu xanh. Cái này là kẹo dẻo. Kẹo dẻo gì quên rồi. Ai nói nghe nè. Mấy chị hàng lồn hàng gì mấy chị có thể nhắn tin được không? Mấy chị nhắn tin lên đây nó bị tiêu cực lắm. Nhất là mấy đĩ bơm hàng. Mấy chị hiểu vấn đề không? Hàng nào chính quy mấy chị cứ nhắn tin em xử lý như hàng chị không cho. Nha mấy chị nha. Con này là kiều dẻo à. Nhưng mà con này 90 ngàn à. Áo dài mặc với quần slip chị. Riêng chị áo dài em tặng cái quần đen luôn. Áo dài không có quần mặc cái con mẹ gì má. Nguyên bộ áo dài mẹ ở mai là canh đang mặc nè. Kẹo đây là 90 ngàn nha. Mua về đại tết con này. Nói cho mấy chị nghe. Nó làm không có ngọt. Thật sự. Riêng chị Nguyễn My là áo dài tặng kèm quần slip khỏi mặt còn đen. Cái kẹo dẻo này nè mấy chị đãi được nè tại vì không ngọt. Rất là ngon. Ha. Nói chung là không biết bán 10 bịch đến lời nhiêu mà ăn hết bịch rồi. Nè ngon. Không. Ngon. Thôi cho hai đứa hai cục quần. Ba đứa ba cục thôi. Để chút tôi đem về bỏ phòng. Đợi chút nó đem quần qua nha chị Công. Đợi chút đem quần qua. Đợi chút. Hôm nay có gì em chơi nốt cho mấy chị đó nha. Nè kẹo mấy bữa mà em xả 50 ngàn nè. Nè. Nó quần ống rộng chị bình thường. Kẹo mấy bữa em xả 50 ngàn nè. 50 ngàn bịch nè. Hai bịch kẹo của chị Ánh Ngọc nè. Nhiêu qua rồi. À, 90-180 của chị Ánh Ngọc nè. Không có ngọt nha, để dành đại tết. Nói cho mấy chị biết. Không có ngọt đâu, để dành đại tết. Hồng hòn thế 4 bịch nè. À, đúng rồi, hồng hòn thế 4 bịch. Em nói thiệt lòng á, về ăn thử đi. Hồng hòn thế 4 bịch kẹo dẻo nè. 9-4-3-6. 2 bịch kẹo 50 ngàn, 2 vị nha. Cái này mắc 6, cái nào bộ rác thì mắc 6 nữa nha. Của gì vậy chứ? Bộ rác mấy xóa hả? Trời ơi. Buồn mấy má thiệt chứ. Nè. Rác mấy xóa nè. Quỳnh Chi nè. 300. Hỏi chị là mấy cái hàng của chị giá nhiêu à? Lệ lên. Chưa quăng ra. 94-306. Nè. Chị Hồng Hồng thế 2 bịch 100 ngàn nè. Cái ô mai nó nhiều lắm. 2 bịch kẹo. 2 bịch kẹo gì chị? Vậy em cầm trên tay. Đây hả chị? Đúng không? Khang Thị Thùy Mai nè. Thấy mỗi cái này có chỉ cho em còn ăn cái nữa. Vậy thôi để chị. Chết mẹ rồi. Đợi em nha chị Công. 2 bịch này của Khang Thị Thùy Mai nè. Mai gửi bill luôn, 100 ngàn Mai thì mai. Mày đưa qua màn hình ra chế cục kiều ăn thử. Hai bịch kiều 50 ngàn hồng cherry. Chắc em quýnh chị chạy cái ăn kiều quá. Thái Huyền. Thái Huyền 2 bịch 100 ngàn. Xong chưa? Đỡ qua ăn bên đây luôn. Đỡ qua ăn bên đây con. Thái Huyền nè. Thái Huyền 2 bịch 100 ngàn. Em tuyên bố cứng nha. 90 ngàn một bịch chứ mà đại tết là hơi bị xịn sò. Không có ngọt. Người ta ăn người ta không có chửi mình. Chị hiểu vấn đề không? Rồi, cái mẹ. Bán bị lỗ rồi. Bán bị lỗ rồi.
Em bị lộn rồi. Kẹo dẻo xoài hồi nãy là có 70 ngàn à, 75 ngàn 2 bịch, 150 ngàn 2 bịch, 4 bịch 300. Bốn bịch này là 2 bịch 100 hả? Đúng rồi. Cái kẹo màu vàng á anh à, là 2 bịch 150 ngàn, 1 bịch 80 ngàn. Nãy em tính 90 là em tính mất giày á mấy chị. Bê, ghi kiểu này không được nha. Tự nhiên cái 90 ghi 2 ghi tốc hành không biết đâu nha. Thì là 2 bịch nè. 2 bịch 350 hả anh à? Ghi vậy nè. Rồi. Xin lỗi nha, Hồng Hồn Thế 4 bịch chỉ có 300 thôi nha. Kẹo này mới 90 nè quý vị. Kẹo này mới 90 mé, chẳng lẽ khui nữa chứ. Chị hai bịch vị cherry vị Việt Quốc. Đưa con cái bịch Phan Thị Thùy Mai này ạ. Bây giờ hết cherry rồi chị, còn cái này không à? Còn cái này à chị, một bịch này một bịch kia nha, đừng đổi nữa nha. Nè con, bởi cho con Phan Thị Thùy Mai. Nè mấy chị, kẹo con chuồn chuồn nè. Hàng này hàng Nhật nha. Chốt giùm em. Em không biết có lời không à. Thế một bịch kẹo lòng đau như cắt luôn. Đây kẹo con chuồn chuồn nè. Kẹo dẻo có nhân ở giữa. Thôi. Kẹo. Nè em đọc tiếng Nhật cho mấy chị nghe. Kẹo con chuồn chuồn 90 ngàn. Mày im đi mày ơi. Suy nghĩ nè, kẹo con chuồn chuồn 90 ngàn, cầm bì kẹo nặng tay. Văn Thị Sinh 2 bịch 150, 1 bịch 90, 1 bịch 50. 2 bịch 150 là kẹo vàng nè. Văn Thị Sinh nè, Văn Thị Sinh 2 bịch 150, 1 bịch 90 ngàn là kẹo con vàng. Văn Thị Sinh 90 ngàn nè. Nè Văn Thị Sinh 50 ngàn nè bé. Văn Thị Sinh 50 ngàn. Ơi nào nãy nói tao không nhức tay vậy bay. Thêm bịch kẹo táo đang nhức nè. Tưởng nó đã chết ấy cho tôi vậy. Nhức cái tài, nhức cái tài, nhức cái nách, cái đau. Hết táo rồi gái ơi. Hết táo còn che thì ri không à. Các em thử lấy bịch kẹo con chuồn chuồn đi chị Hiền. Nè Hiền Nguyễn con chuồn chuồn. Like không có thông báo luôn chứ nha. Hiền Nguyễn con chuồn chuồn. Nè đây là cục kẹo nè. Thấy những loài gao cho mày bỏ cho miệng nè. Biết sao không? Biết sao không? Cái gì lạ em ăn không có được. Đó, nhưng mà ngon. Nó đậm đà hơn cái lành kẹo xoài nha. Mua để dành Tết. Một bịch của chị Ánh Ngọc 50 ngàn nè. Ánh Ngọc 50 ngàn. Mỗi loại mua ăn cho mập. Một bịch 90 ngàn. Chị chưa lấy cái bịch 75, 80 ngàn nha. Một bịch 90 ngàn là con chuồn chuồn nè. Ánh Ngọc nè. Một Việt Quốc. Một Việt Quốc 50 ngàn nè. Của Hiền Nguyễn 50 ngàn nè. À, một xoài nữa. Cách mẹ. Xoài hết rồi mấy chị. Xoài hết rồi. Còn có bịch khui mẹ ăn ngày mai mua chị Hiền. Chắc chết. Em một xoài với một cherry. Bây giờ còn cherry à. Cherry với lại con ong thật ngon mấy chị. Em nói thiệt. Nó làm không có ngọt nhưng mà cái kiểu nó thơm mà nó có cái gì vậy? giữa giống như siro với nhân ấy. Lấy một cherry nha nha anh chị. Ai lấy một cherry vậy? Anh em Trinh Nguyễn lấy một cherry trước đi. Xoài này hết rồi. Xoài này hết rồi, ngày mai đi mấy chị. Ở cái hàng này mấy chị về ăn đi, rồi 3-4 ngày nữa đặt Tết em. Cái này có 50 à. Cái này 50 chốt giùm em. Cháy đây, cháy Việt Quốc nè ha. Đây. Hồi nãy chị Ánh Học mới lấy có 1 bịch 90 ngàn với 1 bịch 50 rồi nha. Xoài này chưa có nè, tặng cho chị một cục ăn nè. Anh ăn cục đây nè. Anh ăn hết cục này nè. Ơi cho em cục kẹo luôn. Mới nó liếc kìa trời ơi, là nó liếc kìa trời ơi. Một cherry nè. Ủa cherry là trái gì mấy chị? À hồi nãy Nguyễn kia lấy cái Thái Huyền nè, táo của Thái Huyền 50 ngàn nè.
Bây giờ em chỉ còn trái Việt Quýt thôi nha. Hai ta nè, hai ta 50.000. Hai ta 50.000. Ok anh em Trinh Nguyễn. Bé Lùn nhắn tin qua cho gì vậy anh em Trinh Nguyễn? Một bịch kẹo xoài. Một bịch kẹo xoài 80.000. Bây giờ em chỉ còn trái tím liệm chiều sim thôi, với lại kẹo con ong thôi. Đó, mấy cái này kẹo dẻo hết đó mấy chị. Đợi em mai em bóc tiền góp em làm lô về luôn. Mấy chị đợi em đi. Mai em bóc tiền góp về em làm lô cho mấy chị. Tặng cục con ong ăn thử mai mốt mua ok chị nè. Tặng chị cục con ong với cục kẹo xoài nè. Tặng tướng cục con nha, đừng tin nữa nha. Nè Phan Thị Thùy Mai nè. Tôi bé con éo ơi, tôi bé cái gì vậy trời. Cái mẹ đi tìm quần đổi cho chị Công này chứ không bả kẹo đầu tôi. Quần dài của chị Công. Chị Công quần dài. Quần dài của chị Công Công. Chị Công ơi, chị Công ơi. Ủa qua quần này còn size 33 không vậy? Ủa qua quần Chanel đập giật nổi này chị Công lấy chưa vậy? 220. Đó. Việc ra quất đó ăn ngon lắm cô. Cô không biết ăn cho nên cô không ăn thử. Một bịch con ong cũng mâm điểm. Mua đi nha. Mua đi rồi Tết kiếm tôi. Một bịch con ong. Ngày hôm nay em chốt em về ba chùa với ba mẹ em làm 5 thùng hàng. Nhưng mà bữa giờ em cứ ngày em mua ít, ngày em mua ít á là hai bịch xoài với cherry nha. Hồi nãy lấy cái này rồi nè. Hồi nãy lấy cái này rồi nha. Chưa có lấy kẹo xoài đâu. Chưa có lấy kẹo này thôi. Ha. Đó. Chưa lấy ba ba cho em đi dạ. Ok chị Cường, chị Công. Để em đổi đồ cái ạ. Tặng cục con ong không nè, nè ok. Tặng, đâu con ong đâu rồi. Nè bỏ vô cái bịch bóng gương đi chị Thái Huyền ơi. Cho bà gì bà ăn cho điếc rồi điếc bà luôn ơi. Bỏ cho Thái Huyền tặng. Nè kẹo nè con ăn đi, ăn cho mặt mặt ơi. Nó không thèm lắm. Ăn con. Nghĩ sao tôi đưa kẹo nó ăn thấy không thèm. Cái chị thấy không. Em kiếm cái nha nè bếp ơi. Kẹo xoài to, kẹo xoài 2 bịch 150 mà 1 bịch 90 mà mai đi con giờ còn đâu tâm chính. Baby, bị kiếm gom mấy cái giấy lại nha. Gom mấy cái giấy kẹo lại nha. Kiếm nó lên nó đục lũng lũng giấy luôn á. Baby kiếm cái quần Chanel dập nổi này sai à. Tặng cho em cục về ăn thử hả? Tết em về cho ăn. Bỏ cho cô Diệp Thảo 2 3 cục kẹo dẻo với con, 2 cục kẹo dẻo với 2 cục xoài nè. Cô Diệp Thảo. Dạ mới chứ rồi. Rồi, em lên nè chị Đỗ Thanh, em lên nè. Nãy giờ em giỡn mấy chị thôi á. Cái bình thường em cũng giỡn y gian vậy. Ba ba. Mai tim cả nhà em tim mấy chị. Tim mà xém chút nữa chạy về trốn luôn á. Em đang kiếm quần cho Ché nha, Ché cứ bình tĩnh với em quần dài phải không? Mã quần chính tóc. Mã quần chính tóc. Rồi em kiếm mã quần dài cái. Ủa con ơi. Ở nhà dưới còn cái mã nào quần dài con xách lên cho gì nha con. Đi luôn. Ở dưới em con coi thử mã nào. Xuyên mũi ba. Ở dưới mã nào mà quần cái bao nào quần dài mà có size 33 á con xách lên. Con xách lên cho gì nha, con kiểm tra luôn ơi. Dạ. Xách lên. Hết size 33. Cái quần Chanel dập nổi hết size 33 nha chị nha. Hết tay ba ba quần trời đeo giặt nổi rồi. Ủa nãy giờ bán xong mấy điện thoại đi đâu hết rồi trời. À, trời đeo giặt nổi 33. Rồi đợi em mấy chị ơi. Đừng bỏ em đi. Tối nay về áo dây vậy nha mấy chị. Nè cái bịch đựng kẹo, đựng vỏ kẹo nè đựng vô. Đây nè đựng vỏ kẹo nè đựng vô. Ủa mấy chị thấy cái điện thoại của em đâu không vậy? Anh nhảy nãy giờ nhà có ai lẹ lẹ vô không anh? Đây, thấy rồi. Em mới hai mũi đồ mà. Sao thì mũi ba có 9 giờ tối là em phát sốt. Sắp sốt rồi đó. Mùa này mà sốt có tí mẹ luôn á. Trong quá trình chờ cái quần bé Lùn đưa lên đây. Quần này quần gì ạ? Trong quá trình chờ cái quần bé Lùn đưa lên em bán quần váy nha. Không biết tối nay Đỗ Huỳnh Như nó đi tiêm ngừa về rồi nó có mặt ở đây không nữa. Quần váy qua nha chị nha. Quần váy
Cái gì hả? Nó nói gì vậy? Đưa nguyên bao lên luôn hay sao? Đưa nguyên bao lên đây con. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Quần váy nha mấy chị nha, bán mấy chị 150 xưởng nhà em. Ha. Quần váy xưởng nhà em. Đây. Đây mấy chị. Mấy chị coi giùm em cái mẫu nha, nó đắp chiếu qua, nó đắp chiếu lại là đẹp không? Đây. Dài hả con? Hay là dài đó. Dài, quần dài lưng đắp không rách. Lấy size 33 gì coi hả? Quần dài không rách lưng đó. Đây quần váy nè mấy chị. Coi giúp giùm em quần váy nha. Quần váy kèm số ký. Cái này là nó đắp qua đắp lại nè mấy chị thấy không? Mở ra con. Đừng nói nữa. Nói nữa, nói cái gì út lóng cái mỏ đi không? Quần váy này có tổng cộng 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Chị ơi, em còn con này size 33, 220 nè. Chị con ơi, chị con coi giúp em nha. Size 33, 220. Đó, hiện giờ còn mẫu này nè. Còn lại là hàng xưởng, còn lại là hàng xuất. Mẫu này size 33 còn 220, không rách, túi đắp. Đó, ok không chị? Ok, chốt con này giúp em nè. Để em biết em đổi hàng tiếp nè chị. Mấy chị ơi, mấy chị ơi. Mấy chị đâu rồi mấy chị ơi? Đây nha mấy chị nha. Chị nào chốt quần này chốt lên giúp giùm em. Con này là quần váy nè. Khi mấy chị mặc lên mấy chị thấy nó đắp qua đắp lại à. Đó. Mấy chị cứ từ mặt căng lên. Có 32 không chế, có 32. Có 32 tiền lấy 32 à. Qua coi 32 đi con ơi, 32 lấy cho con Nguyễn Thanh Tuyền nè. Con này 150 nha. Chị nào chốt mã này 150, chốt giùm em mã này 150 kèm số ký. Mã này 150 kèm số ký. 233. À, size 33 66kg vừa không? À, Nguyễn Thanh Tuyền. Size 33 mà nếu mà chị Văn Thị Sinh mà lớn lớn tuổi thì ok nha, lấy size 33 được. Văn Thị Sinh nè. Văn Thị Sinh 220 nè. 32 đúng rồi. À, rồi chị Công bả đi đâu mất tiêu rồi. Chị ơi được hay không được thì phải báo lên giùm em nha. Công ngủ, bả đi ngủ rồi. Bả đi ngủ rồi. Rồi ra qua coi đi. Quần váy 150 ngàn. À giấy vô toilet đó. Bé Thảo Nguyên, cái chỗ Út đang ngồi like. À Bi, chỗ gì à, chỗ chị đang ngồi like nhìn ra phía sau có cái con áo khoác rin, lấy một con qua đây luôn. Anh chốt cho Trinh Nguyễn nè, Trinh Nguyễn hồi chiều đặt hàng nè anh nè. 200. Lấy màu xanh da trời đi chị. Xanh da trời là sao? Thì hồi chiều đặt hàng kéo bài viết lên coi nó có chữ Trinh Nguyễn đó. Lấy màu xanh da trời là xanh nhạt hết không chị đổi anh. Bài nọ mẹ bây giờ hết cái size 33 chị sau đây không biết nữa. Hết cái size 33 của chị. Chị mua được hàng xuất không? Chị có thích quần rin rách không? Rin nguyên. Tại vì quần rin dài của xì dập bụng hồi nãy nó chỉ còn size 32 hoặc size 34 thôi. Nó không còn 33 cho chị. Đó vậy nó mới eo. Eo nghèo. Con nước bụi đò đông. Nó mới eo nghèo con nước bụi đò đông chị. Trinh Nguyên con 200 với lại con áo khoác 240. Đưa coi thì phải con khoác lửng hay khoác dài. Khóc rinh lửng hay dài? Rinh này 200 đúng không? Dạ đúng rồi anh ơi. Nè con này là bảy cho lại đi 240 nè. Đó. Đó chị Trinh gì đó. 24. Anh nốt lên tên Trinh nào chưa? Biết rồi cũng sao. Phải không? Phải không? Mới hồi chiều nhắn tin đó anh. 973. Không bán hàng mấy bài thì mệt quá trời. Chị Minh Nguyễn có bao diễn.
hỏi của ai ạ? Ý hỏi là bao nhiêu tiền? 150.000. À, có quần rin Quảng Châu không chị? Quần rin Quảng Châu em không có chị Thanh. Em có quần hàng xuất nè. Em có quần hàng xưởng nè. Ừ, em không có quần hàng Quảng Châu. Tại vì Quảng Châu nó cứ bắt em lấy từ cái size nhỏ xíu tới size lớn, size nhỏ xíu đâu bán được. Ra hai mẫu này đi con. Ra hai mẫu này. Cột lại con ơi. Cột lại đi. Đây nè. Cái này là một cục nè con. Cái lông chuột là một cục. Chị cứ đợi em về coi thử ngày mai ngày mốt em về hàng gì nha chị. Để coi thử ngày mai ngày mốt lấy quần xúc em coi chị. Quần xúc là chị phải đợi em like cùng một lúc luôn. Chiều nay như chiều nay em like quần xúc nè. Để em nhắn tin cho chị nha, chị Đỗ Thanh. Để nhắn tin là coi thử là mình like hàng xúc lúc nào thì em cho lên một lượt luôn. À mấy chị ha. Em cho lên một lượt luôn. Cái quần hàng xúc mấy chị có thấy mà giờ mùa này mà em bán tiền phèn không? Ừ. Không hiểu sao mình bán tiền phèn luôn á. Nhưng mà tại vì bán tiền phèn hả mấy chị? Tại vì á bộ ga lót chuột cái gì ta? À, viết đây 20 cây một bịch mấy chị. Viết này 20 cây một bịch 70.000. Nói tập hóa nè. 20 cây một bịch 70.000. Tại vì lấy về nhà mình dùng luôn á anh ạ. À, 20 cây 70.000. 20 cây 70.000. Ai mua mua nha. Ai mua mua. Tại nhà em giờ nó dúng cái tiệm tạp hóa lắm. Quần xúc ơi, chị Đỗ Thanh cho em cái hẹn sáng mai được không? Chị Đỗ Thanh sáng mai có làm gì không? Có nhậu không? Có nhậu không chị? Mai chị có làm gì không? Tối nay tự nhiên em bán tiền vàng á. Chị Nguyễn Tina nè. Chị Nguyễn Tina nè. Bỏ trong bịch bóng gương đi con. 70.000. Dạ trời ơi. Dạ cô Yên. Biết sao không? Đi lấy hàng về dùng á. Sẵn lấy luôn. Dạ. Đây em có bán ly nha. Có luôn hả? Đây hết bán biết sai à. Em bán ly nha mấy chị nha. Mua ly này về cho ông Phước đựng cà phê đó. Đó. Đó bán ly luôn. Chiều mai mới rảnh hả? Chiều mai 2 giờ đi nha chị Thanh, ok không? Nha, chiều mai 2 giờ nha. Đây nha mấy chị nha, chị nhớ lấy thước dây chị đo lâu dòng eo đây. Nha anh, bỏ anh thành 2 ly. Nhưng mà ai vô mua bán luôn á. Thiệt. Nè lấy một bì viết xuống dưới dùng luôn anh. Đây mấy chị, đồ đựng nước rửa chén nha. Trời mấy cái này gì em cũng bán trơn á. Đồ đựng nước rửa chén mấy chị. Vô đựng như đây nè, đó. Không. Đây đựng sao ta. Cái gì em cũng bán hết mà. Đây. Đúng rồi. À đây. Đây. Ủa đựng sao ta. Chưa biết luôn. Đó. Đại khái chưa biết nhưng mà vì nhà nghiên cứu. Nè coi trong này nè. À hiểu rồi hiểu rồi. Hiểu rồi ngu ngoại ngu ngoại. Đây. Đây. Tôi chửi tôi ngu. Đây nha mấy chị. Đó nó vậy á. Em đang chơi đồ buôn bán đồ nhựa. Ai mua đồ bị sai đợi chút em rảnh bán tiếp. Nè bỏ vô cho ba luôn. Đó. Đây mấy chị đây đây. Đây. Nhiều lắm. Đây đồ lót chuột nè. Đây. Lót chuột á mấy chị. Để em đi giữ gọi lót chuột mới tính. Em không biết bữa nay em làm gì. Gửi đồ ra bán con. Mở đồ ra bán không mấy cô đi đâu bán tiêu hết luôn á. Gì ủa nãy tao kêu mà dán quần váy mà dán chứ vậy. Trời má ơi là má. Trời ơi là má. Dán đồ lót chuột. Vòng tay Yên đeo một vòng hay ba vòng ạ? À? Cái này là ba vòng nè chị Thái Huyền. Ba vòng. Nó là vậy nè. Đặt đặt bộ này nè. Đặt đi chú cho. Đặt đi tôi chú cho. Đây là bộ yếm mấy chị. Đây là bộ yếm nha. À Yên ơi, giờ mới mặc thử áo chống chuột 36 mà sao chặt quá không mặc được. Giờ đổi. Bán hàng cho chị em áp lực quá chị dịu nha. Thiệt.
bán hàng mà cỡ cả cuộc đời em mà gặp con cỡ ba người như chị là một ngày em đi ngoài đường em dán miếng núm vú luôn, nhắn tin riêng giùm cái đi mấy má, tự chọn size tự hết luôn rồi tự la luôn. Đây nha mấy chị nha, bộ bi, chị nào chốt bộ bi này thì chốt lên giúp giùm em bộ bi nha mấy chị nha. Bộ bi yếm nha mấy chị nha, set bộ này là 220.000 một bộ nè, 220.000 một bộ bi yếm. Bộ này á khi mà em mặc lên là chắc chắn là mấy chị sẽ hỏi liền, tại vì sao, tại vì mấy chị không có mặc nắm chú. Em nói thiệt á, nhiều lúc cùng muốn không muốn đổi đồ cho mấy chị ghê. À, mấy chị thấy chị công không? Ừ, chị muốn đổi đồ chị nhắn tin vô tin nhắn à, nhắn tin là ừ cái này chật, cái này không sai này sai kia. Còn mấy chị là toàn vô like le làng mà, ví dụ như 61 chị ở đây 60 người biết em không nói, một người khách mới nào vô đây mà chuẩn bị mua đồ gặp mấy chị nhắn tin lên vậy là giống như em bán hàng tào lao luôn. Thiệt, đó là em nói thiệt, mấy chị không có hiểu, mấy chị không đặt địa vị của mấy chị vào em, ok chưa? Nè, gửi đôi giày cho Thái Huyền nè, gửi đây tới đó không biết sao bu điện đèn sao gãy đôi giày, ok. Thái Huyền vẫn nhắn tin, ok rồi để đó đi quăng đi, đền bộ khác hoặc trừ tiền vậy thôi. Thiệt, đó gọi là cái văn minh đổi đồ mấy chị, kể cả bản thân em đi mua đồ vô khác không vậy. Hồi bữa em nhận hộp xì gà của anh Phước gần 1.800.000, nhận hộp xì gà gần 1.800.000, cắt cây cắt cẩm là bấm răng buộc bụng là thôi, ổng làm nguyên năm cho ổng cũng được. Đó, em hết chỗ để rồi nè, nhung vỏ bộ này không mua là tiếc lắm luôn, 220.000 đó. Nhưng mà trúng ngay cái ngày nó giao hàng là mùng 1, em không nhắn tin luôn mấy chị. Qua tới ngày mùng 2 em nhắn em nói là không có mùi, không có vị, không có gì hết. Nhưng mà nó nói này nói kia, nó cũng không có một lời giải thích với mình luôn. Hiểu à mấy chị ha. Nó cắt cây cắt cẩm là suy nghĩ cả 2 tuần trời mới quyết định là đặt cái hộp xì gà đó cho ổng để Tết. Ổng có ổng đi chơi với bạn với bè ổng á mấy chị. Bộ này 220 nha quý vị nha. Lấy bộ XL quăng ra chụp hình. 220 bộ này. Ghi bộ bi quần ống rộng 220. Rồi lên tiếp đi, còn mẫu gì nữa? Bộ quần này đó, thấy không? Rồi lên tiếp nha mấy chị. Em không vừa, nhưng mà ví dụ như cái hàng chính quy cứ báo chị đổi trả không sao hết á Linh. Thiệt, không đổi trả để nhà làm gì. Đây, hôm nay về con đầm cho mấy chị nè. Hôm nay về con đầm cho mấy chị nha. Đây đây nha mấy chị nha, con đầm này mấy chị biết tại sao nó rộng không? Tại vì nó may theo cái kiểu tay cánh tiên nha mấy chị nha, nó may theo cái kiểu tay cánh tiên 220. Rồi ghi là đầm đen tay cánh tiên, đưa lên cầu thang luôn. Đầm đen tay cánh tiên mấy chị, đầm đen tay cánh tiên này 4 size, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg. Giờ bán tàn tàn chứ không có nôn nữa, bán bữa giờ gắt hàng quá rồi, giờ hàng tùm lum tà la hết trơn ha. Mẫu đầm này 280.000, vải co giãn thun hai da hay cái gì đó, gửi đầm gì đi gì vậy, đầm cánh tiên 280. Lấy con ít l đây cho chị chờ gì chụp hình luôn. Đầm đen tay cánh tiên tay ờ vậy cũng được, mày ghi tự mày hiểu, tự mày đi xong đồ vậy không. Nó chưa ghi đầm bà tiên mà may vậy đó. Gì đây? Còn con đầm sơ mi bán mấy chị 60.000 nè, dưới 92-93 kg. Còn con đầm sơ mi đỏ, ủa hồi nãy lúc em lên lầu đi xuống anh nói chuyện với ai à? Nói cái gì vụ gì chụp hình tin nhắn gì qua gì á? Lúc qua trên lầu anh nằm trên lầu á, nằm giỏng á. Làm gì? Nói chuyện giờ điền gửi gì? Đầm sơ mi 60.000 của Ngọc Phương Trần, đầm tay cánh tiên như tiền vậy 280. 60.000. Bây giờ nó đừng mở với tôi vậy, bán tiếp nè. Ngọc Phương Trần
đầm sơ mi. Ừ. Đầm sơ mi dưới 78-80 kg. Đầm sơ mi dưới 78-80 kg. Bán luôn cho mấy chị 100 ngàn. Đầm beo form hơi bị đẹp nha, bán luôn 100 ngàn. Giờ chương trình quơ gì bán đó mấy chị. Chương trình giờ quơ gì bán cái đó ha. Đầm này dưới 80 kg, bán 100 ngàn cho Thái Huyền. Thái Huyền 100 ngàn. Thái Huyền 100 ngàn. Nói rồi, chương trình giờ quơ gì bán đó mà không ai tin hết trơn. Quơ đại tới đủ. Đi tao bán mày luôn. Đây em có con dùm nè. Con dùm này size dưới 92 kg, bán luôn 90 ngàn. Một con duy nhất nha. Ngựa dằn. Một con duy nhất, một con duy nhất ngựa dằn. Một con ngựa dằn duy nhất. Bán 90 ngàn. Đừng có ai chọc nói em ta không coi. Tao nói rồi đừng có ai chọc nói chứ. Để nó bình tĩnh đi ra. Ui cha, còn con quần 9 tóc size 33 nè. Còn con quần 9 tóc size 33 nè. Dâm của Thùy Dương. Đặt 2 bộ đồ sale 50 ngàn bộ. Chốt thêm cái áo thun. Qua tới ngày mai chị ơi xẻ cái áo thun mẹ em chồng em không thích cho nè. Giao 2 bộ đồ. Tính ship có 20 ngàn. Phụ ship thành phố 10 ngàn. Còn 90 ngàn. Giao bill tuần chưa giao được. Bán hàng riết kịp. Bán hàng riết bán thêm ngày 2 ngày để nghỉ Tết sớm. Qua Tết sẽ nhép làm lại từ đầu. Đây nè mấy chị. Ủa gửi bill Hồng Ngọc chưa anh? Dạ. Ủa tối hôm qua Hồng Ngọc nói trên live gửi bill rồi mà. Một nuôi ngừ đây. Thì thấy đâu lần chưa để cố tôi không thấy. Mà thấy tôi gửi rồi. Quần này chín tóc là quần Buckery nè mấy chị. Quần chín tóc Buckery, quần này size 33. Còn một con xả 140. Còn một con xả 140 nha. Cột này lại lấy dây cột này lại. Còn một con xả 140. Giờ giống như em đụng gì em bán nó mấy chị, từ từ đi. Bán từ đây tới một quýt năm sau em bán cũng bán hết à. Yên tâm. Bán 200 được, bán 50 cũng hết. Có nào cũng hết hết trơn. 140 ngàn của chị Văn thì xin em mới bán gì 140 ngàn vậy? Cứ size 33 là coi thử size 33 nhiêu ký. Bình thường em mặc size nhiêu thì bây giờ em mặc size y chang vậy. Ví dụ bình thường em mặc size 78 kg, mặc 3, 34, 35. Thì giờ 34, 35 em vừa. Còn đây 33 đừng hỏi nóc thêm. Dạo này bán ta nói chưa có xin khó chịu lắm. Văn thì xin 140. Văn thì xin 140. Cứ bình thường 78 kg em mặc 34, 35. Bây giờ cứ y vậy 34, 35. Em có một con quần 7 tấc nè, size 36. Rồi còn con bán luôn 150 ngàn nha. Size 36 là từ 79 kg. 79 kg, 78, 79 kg đến 88 kg. Còn một con thôi, size 36. Em nhận cục hàng rồi nha. Còn đồ mới đặt em gửi, đó. Dồn đơn cuối tuần. Em muốn nhắn gì em nhắn vô tin nhắn tin bay ấy. Em nhắn vô tin nhắn tin bay là anh Phước mới. Anh Phước với bé Lùng làm điêu mới thấy được lần. Mới chích người về hơi bị đứt dây. Ngô Tú Linh 150. À bị khùng khùng bán tiếp nè. Bán tiếp 100 ngàn cho gia vui nè. Bị khùng bán nè. Coi bị khùng bán nè. Bộ này dưới 70 kg size L hàng sale bán 100 ngàn. Áo ba lỗ kèm với quần caro bán 100 ngàn. Khách lấy rồi chế thu à. Quần caro áo ba lỗ size L dưới 70 kg bán 100 ngàn. Tí giờ cùng lên bán nè. Coi em coi con cùng nó bán nè mấy chị. Bán gì em bán chưa. Ai mua chân ra gói mền nhớ bán mua giùm em nha mấy chị. Dạ. Caro của Thái Huyền 100 ngàn. Nhà em có mét 6, mét 8 đầy đủ nha mấy chị. Còn cái hộp bao cao su kia thì mai có nữa. Mai mình chơi với nhau nha. Nhà em còn một con mét 4. Lùng như con vịt á, ai hốt hốt giùm nha. Văn thì sinh chốt nè. Văn thì sinh nè, 100 ngàn của Văn thì sinh. Em muốn đứt dây như chị mà dây nó không cho, không cho chích mà không cho chích đi bà ơi. Dưới 50 tuổi nó đuổi gì à. Lên Sài Gòn để em vô bình luận quần bảy tóc trước mà. Em vô bình luận quần bảy tóc trước mà. Chị chốt hàng bên máy e chị chứ chị không chốt hàng bên máy em nha em. Dâm nè, dâm xong rồi tới chị
Văn Thị Sinh 104. Rồi tới em hỏi quần 78kg vừa không? Rồi tới Ngô Tú Linh mới chốt quần size 36. Ok chưa? Ra niệm 1m6, 1m8 gì cũng 300 hết đó chị. Em nói thiệt sự nha, cái bộ này lâu rồi chị. Nè nó bị rớt hết hộp rồi nè, thấy không? Ai thích tặng cho. Em nói với chị Thi là phải hàng tồn cho nên 300, chứ bộ này không có xé, có giá dưới 600-700 đâu. Nè, em đọc cho chị nghe nè. The Quality Depart, bộ ga chung Hàn Quốc, KT 1m8 x 200cm, giá bán 780. Nói láo em làm con mấy chị á. Giá bán 780 nè mấy má. Cho nên là nói nghe nè, cái bì nó hơi cũ, nhưng mà cái chất lượng nó là chất lượng của Hàn Quốc. Lùng lùng chứ từ phụ tùng của Nhật nha. Mét tư vậy cho ai mua bán liền. Em ghi 7 tắc là em đang hỏi 7 tắc. Còn em ghi chữ 7 tắc là em sau một comment của Ngô Tú Linh. Ngô Tú Linh size 36 rồi em mới tới em 7 tắc. Nhưng mà em thì chỉ mặc quần size 35 thôi. Ok. Nhưng mà em comment sau. Cái nào sau nói sau, cái nào trước nói trước nha. Ok. Bán con đầm 50 ngàn nè. Chị muốn lấy mét mấy? Chị muốn lấy mét 8 đúng không? Có mét 8. Đừng bắt em mở ra nha. Đừng bắt em phải đâu. Đằng tắn em phải đâu. Nè em nói chị Ngọc Hiếu là nó ở ngoài bao nó hơi mờ. Nhưng mà hồi bữa em mua một bộ 2,7 triệu thì thằng này nó 9-10 với thằng đó. Mét 6 nè mấy chị. Nó chỉ gồm một cái re giường với lại hai cái bọc gối thôi nha. Đây một mét 6 có đỏ, Ngô Tú Linh. Mét 6 có đỏ nè. Hình như còn bộ đỏ hay sao. Đây mét 6 có đỏ nè, Ngô Thị Tú Linh. Nè hốt có một bộ mét 6 đỏ nè. Ngô Tú Linh ơi, hốt lẹ có một bộ thôi nha. Một mét 6 của Ngô Tú Linh nè. Ba sĩ. Em nói thiệt, hàng giờ mà hàng hút kho là mấy chị không có tiền nên mua những cái hàng này. Bây giờ mà em bán đồ mắc em không dám đâu. Hồi xưa em mới đi ăn đông em lấy một set 150. Nè nhét vô của Ngô Tú Linh đi. Nhét cho đẹp đẹp vậy. Nè đẹp không mấy chị? Cho hai bộ mét 8, 2 mét của chế Thảo Châu. Dạ ok chị Thảo Châu. Em lựa cái chị Thảo Châu xỉu liền. Em lựa một phát là chị Thảo Châu suy sụp xỉu liền. Em nói thiệt. Nè cho chị Thảo Châu coi bộ nha, về giặt nha mấy chị. Nè cho chị Thảo Châu coi bộ nè, vải đẹp lắm. Em nói rồi nó 90-10-10 với cái bộ em mua 2,7 triệu đấy. Nè hai bộ của chị Thảo Châu nè con. Hai bộ của cô Thảo Châu nè. Con muốn lấy đỏ là báo em nha. 1m8. Đây nè mấy chị. Đừng bắt em 1m6 nè, coi 1m6 nè, đừng bắt em phải banh ra nha. Em banh ra em không biết ship chứ không gì hết trơn á. Em băng ra là em không biết ship chứ không gì hết á nha mấy chị nha. Mà em nói mấy chị nó đẹp lắm, nó đẹp lắm luôn, nó đẹp bà nè. Có một bộ cô gái mặc búp bê, mặc bị hỏng. Nói với tối này em bán sàm sàm chút, bữa nay chích ngừa cho em nghỉ ngơi bữa sớm mấy chị. Nè đừng để bé lùng nó nhìn những cái mẫu này, nó nhìn cái mấy chị biết sao nó bị sang chấn tâm thần. Nè đẹp không mấy chị? Ra mét 6 màu xanh dương là bộ nào ta? Bộ này hả chá? Ôi trời mét mấy? Máy in để in 1m6. Vậy cuối cùng ta đỡ bên nào mét 8? 1m6 nè chá. Lấy bộ này được không chị Ngọc Hiếu? Cô gái mét 6 của chị Thanh Thảo nè. Nè cái này lớp ngoài hả Bi? Rồi bỏ đây lớp trong. Cô gái mét 6 của Thanh Thảo. Chị Ngô Tú Linh thêm bộ màu xanh mét mấy báo đi. Em còn bộ cái hoa nè. Chị Nhung Ngô lấy bộ cái hoa này nha. Hay là chị Nhung Ngô muốn lấy bộ này? Tại vì em biết sao không kêu em ôm ấy, mà em đâu có dám ôm đâu mấy chị. Em có nói với mấy chị là ở ngoài này nó hơi cũ nha. Em có nói với mấy chị ha. Sọc nhạc có hoa là của chị Hà Nguyễn mét 6 nè. Em có nói với mấy chị là cái bao bì hơi cũ, nhưng mà chất lượng thì hơi đỉnh. Nói thiệt lòng, ngang ngửa với cái bộ 2,7 triệu, 2,8 triệu của em ra này là 780 nha. Không có giỡn mấy chị, nói thiệt lòng á. Ngày mai em hút mền hút ra về cho mấy chị. Bây giờ bộ mét 6 em còn được hai bộ nè. Còn ai muốn lấy nữa thì từ từ đi. Bộ mét 6 em còn hai bộ. Đây, đẹp không?
Trời ơi, màu đẹp quá trời. Em không dám mở ra, em không biết xếp. Vô coi Liêu Phương Lê đặt cái gì đó nha. Đẹp hả mấy chị ha. Ôi coi đẹp nè. Ôi ôi. Trời trời nè. Trời bộ màu chím chím nè. Trời 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 má ơi nó đẹp quá trời ơi là trời. Bộ chím chím. Chốt giùm em bộ chím chím nha. Mỗi tội là cái bọc ở ngoài nó hơi xấu thôi, mà xấu kệ mẹ nó mấy chị. Xấu kệ mẹ nó nha. Đừng quan trọng. Quan trọng là ở trong chất lượng như thế nào. Chốt giùm em bộ chim chím. Bộ này nha chị. Bộ này nha chị. Bộ này nha chị Nhung Ngô. Nè Nhung Ngô nè. Rồi còn bộ cuối cùng. Nè. Để em mở cái mền ra cho mấy chị coi rồi ngày mai em cho bé lùng. Cho một bộ mét 8 2 mét của chị Tường Vilam. Mét 8 2 mét nè chị Tường Vilam ơi. Tường Vilam 300 bộ nha. Mét 6 cũng như mét 8 chị ơi. Mét à, còn 1 mét 8 cho em một cái nhé. Bây giờ em còn 3 mẫu nè. Nè 1 mét 8 nè chị. Mét 6 cũng còn nè. Mét 8 là còn caro nè chứ. Mét 8 còn màu đỏ nè, đỏ hoa nè. Đỏ hoa. Mét 8 còn caro đậm. Đó mấy chị lấy gì mấy chị lấy đi. Lấy mét 8. Thêm 2 bộ mét 6 của Ngô Tú Linh nè, vậy em khỏi mở ra nha. Em khỏi mở ra. 2 bộ mét 6 của Ngô Tú Linh nè. 300 với 300. Chị mua cái này về không uổng tiền đâu chị Ngô Tú Linh. Thiệt sự. Nó không có mền đâu nha. Một bộ nó chỉ có ra 2 cái gối ô, 2 cái gối nằm. Thêm một bộ thôi, thêm một bộ cho Ngô Tú Linh thôi. Thêm mà lấy cái bộ caro đi cho Ngô Tú Linh đưa bộ hoa đi. Em đưa chế cái bộ hàng cuối cùng của em ạ. Còn cái này là mét 8 nè. Chị Hương ơi lấy cái nào chị Hương báo em nha chị Hương ơi. Tường Vi Lam. Đây. Đừng cho địa chỉ số điện thoại nha. Tường Vi Lam đưa đây cho Tường Vi Lam chưa vậy? Nè Tường Vi Lam nè. Đâu? Một mét 8 chỉ caro đưa đây. Đưa đây. Lấy chỉ caro này hả chị hay là chỉ caro nhạt chị báo giùm em cái. Đừng cho địa chỉ số điện thoại lên nữa chị. Chị lấy caro đậm hay chị lấy caro lợt? Lấy cái này đi. Lấy cái này đi cho sang. Nè Tường Vi Lam nè. Em còn đúng một bộ 1 mét 6 nè. Đưa lên cái hốt nha. Em còn đúng một bộ mét 6 nè mấy chị. Còn đúng một bộ mét 6 thôi nha. Còn đúng một bộ 1 mét 6 thôi. Chị nào chốt bộ mét 6 chốt lên giúp giùm em. Mai em lấy có tiền lên em hốt hết. Mai em có tiền em hốt hết cái đằng kho này luôn. Chị Hương làm cái gì mét 8 nãy giờ? Đó đang chờ giờ chốt màu nè. BOB bỏ này giùm. Hoa xanh đen. Hoa xanh đen mẹ cuối cùng nha. Tiết hoa lấy gì tiết hoa? Mấy cái bao trong nó luôn á. 1m8, 2m đỏ của tuyết hoa. 300 của tuyết hoa nè con. Có đồ bộ big size chị Ngọc Hiếu ơi. Ở chứ. Ở ở trong tường em đăng nhiều lắm á. Em còn con sơ mi nè mấy chị. Em còn con sơ mi dưới 90kg. Nè, em đưa lên cho mấy chị coi. Chị Tường Vi Lam đã bị hối hận nè. 1m8 nè. Nè mấy chị coi cái bộ của Tường Vi Lam nè. Màu đẹp không? Nè. Coi thử có cái bao nào đè lên không con? Còn nhiều lắm. Coi thử chỗ gì ngồi có không? Nè. Cái bộ của Tường Vi Lam nè hối hận chưa? Em cũng muốn để dành mấy bộ lắm nha. Nhưng mà giường em nó không vừa. Giường em 2 mét nó không vừa. Nó sủa ai vậy trời. Bộ này là mét mấy? Bộ này là mét mấy rồi bê? Bộ này là mét 6. Bộ này 1 mét 8. Kéo lại con. Sọc đẹp nhé. Chị Hương Lam. Cái sọc đẹp á. Cái sọc kia nó sang lắm. Cái sọc kia nó sang bà cố nội luôn vậy. Em gỡ cái mền ra cho mấy chị coi cái chất lượng để ngày mai. Tại vì ngày mai nó mới chở cái hàng này tới cho em nha. Tại bữa nay nó soạn ra nè. Đờ da ra nè. Lấy bộ đỏ đi Hoa. Lấy bộ đỏ giống như chị Thái Huyền đi. Ủa giống như chị Ngô Tú Linh đi. Nè,
em nói mấy chị nghe, nó mềm mà nó mịn lắm, 250.000 mà ngày mai rất là nhiều họa tiết. Và đây là bây giờ là em là cái người cầm cái chất mền trong tay, nó giống như là lông công á mấy chị, nó mềm lắm, nó rất là mềm. Con này 250.000, khui con này để ra là cho bé lùng luôn này mấy chị. Nhưng mà em nói mấy chị nghe, mềm lắm nha, nói nhẹ nhẹ thôi là hiểu không nè. Đó con chùm lên rồi ngủ ơi, hơi bị động, hình như 1m8 á mấy chị, hình như là 1m8 á. Nhưng mà mấy chị ơi mềm lắm, mềm lắm luôn, chưa cho đắp đâu, để hàng ngày mai bán nữa, chưa cho đem về đắp đâu. Mềm cực kỳ, 250.000 một mền, nhưng mà đợi em ngày mai, bằng bộ đồ thôi mấy chị, bằng một bộ đồ thôi, nhưng mà đợi em ngày mai. Bây giờ mấy chị muốn coi đồ gì mấy chị báo đi cho coi. Có bộ thể thao nhung á, bỉ ho ngàn. Có bộ thể thao nhung. Thì bây giờ em chỉ có bộ thể thao nhung thôi ha. Gì đây? Quần kín tóc rách. Đồ bộ 100kg có. Có đồ bộ 100kg chị, thì mấy cái mẫu mà em đăng lên á, với lại 2-3 cái mẫu ngày hôm nay về nữa nè. Đấy. Còn hai con áo khoác. Còn hai con áo khoác nè. Rồi thì chị này chứ đã đổ mồ hôi. Xoay qua đây vậy nha. À Bi, hôm qua còn bao đồ đủ màu sắc á, chị dồn trước kính á, bao bự lộn xộn á, bao bông hoa xanh đỏ tím nha. Còn hai con áo khoác nè. Còn hai con áo khoác sẽ 100.000 nha, 60-90kg. Chị nào chốt thì chốt mau nha, chị nào có chia sẻ livestream thì bán cho mấy chị với giá 100.000. Chị nào không chia sẻ livestream bán cho mấy chị với giá 150. Mới gửi 10 con này về chùa cho mấy tiểu. Vải đẹp lắm mấy chị. Vải đẹp vô số kể nha. Vải đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi luôn. Ha. À, đẹp. Đẹp mê mẩn. Cái này để cái tờ giấy dán thôi ta. Ghi 1.6 vô đi con. Miền Bắc đang rét sun. 1.6. Áo khoác của chị Thanh Thảo Quảng Ngãi nè. Ghi 1.6 vô là 1.6 đó. Rồi, được rồi. Anh Nam coi bợ giùm Bi nè. Rồi đây nè. Thanh Thảo nè. Thanh Thảo 100.000. Còn cái nè, anh Na Trinh Nguyễn. Anh Na Trinh Nguyễn áo khoác 100.000. Anh Na Trinh Nguyễn áo khoác 100.000. Em mới quăng ra chưa ghi á anh. Anh Na Trinh Nguyễn hết áo khoác rồi nha mấy chị. Mày mai để dành được không cỡ 10 cái, mai bán đầu like. Viết đây là 20 cây 70.000 nè. 20 cây 70.000. Kẹo đây 50.000 bị nha mấy chị nha. Nhớ nha, 50.000 bịch này. Còn kẹo dẻo con ong thì 90.000 một bịch. Đó. Vậy nào chưa chốt cái gì thì chốt giúp dùm cho em. Còn đây là áo vú chống tuột nè mấy chị. Ngày mai tôi sẽ giặt bộ đỏ này, tôi sẽ tặng khách. Giờ tôi đủ nhiều quá rồi. Bữa nay bán like không có son phấn lên mặt giống như chết nước nha. Đó, ngày thì đẹp rạng rỡ, ngày như quỷ cái. Rồi, áo vú chống tuột 160, đủ size. Rồi lên bộ nha, lên bộ sale 90.000 quý vị ơi. Lên bộ sale 90 nha. Em có còn con áo dưới 90kg nè. À, chị nhắn vô tin nhắn giùm em nói bảy bảy ơi để bill chị Thảo Châu lại. Bill chị Thảo Châu là bill để lại đi anh. Con áo này 60-90kg bán mấy chị 60.000. À, biết là một bịch về 20 cây 70.000 á chị Tuyết Hoa. Một bịch 20 cây 70.000. Nhưng mà dễ thương lắm. Tại vì mua về cho mấy đứa làm bill có sẵn cái lấy luôn thôi mấy chị. Sẵn lấy luôn. Ơi mấy chị ơi, viết kim nha. Viết kim chứ không phải viết công tử nha. Thông báo cho biết là viết kim nha. Thông báo cho biết á, Diêu Dương nè, 60.000 của Diêu Dương. Cho anh em bịch lên lầu học quen. Viết kim nha. Anh ơi viết kim á. Anh ơi cái này viết kim á. Có nhiều hình lắm mấy chị.
Hù. Đầu trò hot hồn chưa? Doraemon nè. Nhiều lúc má 40 tuổi như nít vậy. Nhiều lúc 40 tuổi như nít. Chị Diêu Dương lấy bịch viết kìa. Chị Diêu Dương lấy bịch viết nè. Đó, xin chị Diêu Dương đổi cái đầu sọ đi. Chị Diêu viết kim nha mấy chị, chứ không phải viết tử đâu. Hôm nay bán hàng vui. Có cái áo bán chồng cho chồng mấy chị dưới 65kg 50.000 nè. Vải đẹp lắm nha. Adidas xám 50.000. Bán hết đi. Mẹ gì có nhà cũng bán hết trơn. Có một con quần tay, một túi viết của chị Trang Đỗ nè. Chị Trang Đỗ một túi viết 70.000, lời 10.000, thích gì lấy đi lùng. Nó thích cái con mặt em màu đen đen hồi nãy em hù chị á. Khổ ghê. Áo 50.000 của Nhung Lâm nè. Nhung Lâm nè con. Nhung Lâm 50.000 nè, tập trung đi. Nó kêu cô dễ tra đổi nó, cái nó kêu cô Diệu Dương dễ thương. Còn không tra đổi nó kêu cô Diệu Dương xấu quắc. Đó. Bịch viết của Thái Huyền đã thấy không? Thái Huyền nè. Thái Huyền 70.000. Áo ai đi đó khách lấy rồi chị. Chị Củ Dương một bịch viết nè, viết này viết kia mà nãy giờ em không mở ra. Em không biết luôn á mấy chị. Nè chuẩn bị em lấy củ lùng bán cho mấy chị nè. Anh ơi, nãy còn bịch viết nhà mình á nè. Lấy cho chị Củ Dương đi. Củ Dương 70.000 bán ha. Kiếm tiền mai kiếm ổn mì. Để dưới à, ghi Củ Dương luôn nha. Anh Tư ơi, bịch viết nhà dưới anh Tư ạ. Lấy đi của chị Củ Dương nha. Đây mấy chị. Quần này là quần size. Chữ này ai ghi là Dung, Dung, Dung Lâm hả? Nhung Lâm. Dung chứ không có Dung nha. Mai đi, mai đi. Mai đi. Bé Lùng ơi, nhắn tin qua cho dì cô Nguyễn Ngân một bịch viết. Ờ thôi con lấy bịch đó đi, coi video chị Tuyết Hoa. Nhưng mà có cái viết đẹp mà. Có viết đẹp con thích mà. Thôi con đưa cô Tuyết Hoa đi, còn con Ngân Hưởng mai lấy. Ờ thôi bỏ cho cô Tuyết Hoa đi. Rồi con ghi cô Ngân Hưởng, cô nhắn tin qua cho dì là cô Ngân Hưởng một bịch viết. Quần này là khoảng cỡ dưới 90kg nha. Cái quần này khoảng cỡ 90kg. Quần này là 220. Tường Vi Khoan bịch viết nữa hả? Tường Vi Khoan có view chưa vậy? Có, dưới đi mà. Vậy để em nốt lại nha, mai lấy. Mai lấy viết với ra mấy chị. Rồi bé ghi tiếp đi bé. Ghi cô Tường Vi Khoa đi. Tường Vi Khoa một bịch viết, viết kim 70.000 quá rẻ mấy chị ơi. Cái quần này chị nào 90kg hãy lấy nè. Từ 83 đến 90kg em bán cho mấy chị xả 150 luôn đi. Xả 150 quần tay luôn nha. Xả mấy chị quần tay này 150 luôn. Chị nào chốt quần tay chốt lên giùm em. Ngày mai xả cho mấy chị bịch quần tay. Chị nào chốt quần này chốt lên giúp giùm em nha. 220 xả 150. Một quần duy nhất. Con đường xưa em đi. Ủa Ngân ơi Ngân, ăn kẹo dẻo mới đi Ngân. Áo chống tuột 160 không có đen. Hàng này hàng bơm về đã bị hơn nè. Ngân ơi lấy kẹo này đi Ngân. Kẹo dẻo con ong nè. Kẹo dẻo con ong nha. Dẻo dẻo con không? Bỏ vô cho em đi nè, của con ngon nè, 90.000. Có cái kẹo xoài tôi nữa không có ngọt nhưng mà ăn hết rồi. Mai lấy về cho. Mai chị lấy mà chiều mai qua. Mai chị lấy cái kẹo xoài đó về cho. Cái kẹo xoài đó ngon lắm. Kẹo xoài ngon cực kỳ. Ngon ơi, bữa nay ốm rồi mặc cái con này đi. 250. Bữa nay ốm rồi mặc cái con này đi ngon. 250.000. Nè coi form nè. Đẹp không? 250.000 con này. Hàng lên dệt cao cấp. Có chị nào thích đầm dây không? Đầm dây 250 mà đẹp lắm. Có chị nào thích thì nói em lên nha. Đây em đi tiêm ngừa về em bị khùng rồi. Chị viết màu gì vậy mai đi. No. Đây mấy chị, em còn con đầm dưới 72kg bán 100.000 cho đỡ nhục. Bán 100.000 con đầm bi đen cho đỡ nhục dưới 72kg. Bán 100.000 đầm bi đen.
Nó đây chích người giờ hơi bị khùng khùng chút. Nó cà nè nó mấy chị. Ủa hỏi anh Tư còn bao giờ nữa vậy, mất mấy cặp gấu của em hả? Còn bao nữa anh Châu? Còn bao nữa không vậy? Bao đây bao gì vậy? Bao đây bao gì vậy con? Đó thấy chưa? Em biết là mất ba cặp gấu của em mà. Bi của Thái Huyền 100.000 nè. Bi của Thái Huyền 100.000. Em biết là nè. Nè. Còn một bộ nè. Còn một bộ nè mấy chị 300 nè. Mà em không biết nó biết mấy ta. Em không biết nó biết mấy nhưng mà cái bộ này nó đẹp quá. Con này là 1m8 không? Con này là 1m8 nè. Ai 1m8 hút bộ này đi mấy chị. Ai 1m8 hút cái bộ này cho em, còn không em để dành em dùng nè, bộ này nè. Bộ hàng độc nè. Còn đồng đen ngọc trai tối hôm qua không chị hết rồi. Ừ còn bịch cho cô gì đó đi. Tường vi khoa. Tường vi khoa nãy cô nào trước? Ờ à, tường vi khoa trước đây. Cho cô ngon từ từ. Rồi tường vi khoa một bịch viết nè. Chị nào mà 1m8 làm ơn hút cái bộ này cho em đi mấy chị. Làm ơn. Nói thiệt lòng á. Biết sao không? Bộ này á đừng cho xem chị nè. Tối lấy 1m8. Ừ chị Tường Vi Lâm lấy 1m8 đi. Cái bộ này tại vì nó bị rớt ở ngoài cho nên đẹp quá em mới hút vô chị Tường. Mà chị thấy vải đẹp không? Chị thấy form đẹp không? Tường Vi Lâm 300 là con. À, chị mới vô. Ngày mai đi chị. Ngày mai em về hết cái kho sạch sẽ đó cho chị nha. Ngày mai đi. Nè thấy không? Gói nè. Em có được 3 cặp gói hôm nay em lượm về được 3 cặp gói nè mấy chị. 120.000 cặp. Lượm về được 3 cặp. Đấy. Xin không? Mấy chị ơi xin không? Hôm nay cái gì em cũng bán hết trơn á. Nào bữa nay em không bán gấp nữa đâu. Em bán gấp em làm kiệt sức luôn á. Ngày nào làm ngủ cũng không được 2-3 tiếng á. Đấy mấy chị. 120 được 3 cặp. Biết mà. Em biết hết trơn á. Biết hết trơn á trời á. Mấy cái này. Một cặp của chế Thúy Phan Diễm Phan nè. Bữa nay hết chơi với bưu điện rồi nha chị Thúy Phan Diễm Phan. Ngày mai vô mua bánh kẹo Tết nha. Ngày mai em về một kho cho mấy chị. Thật lòng. Ngày mai về bánh kẹo Tết cho mấy chị. Ha. Ngày mai về bánh kẹo Tết với lại túi xách. Gói của chị Tuyết Hoa một cặp nè. Chị Tuyết Hoa một cặp gói nè. Thúy Phan Diễm Phan á nha anh. Cái gì vậy trời. Bán gói còn một cặp nha, tại vì cái màu nó đẹp đó mấy chị đó. Bán con đầm 50.000 chơi cho vui nè. Trời quá. Bán con đầm 50.000 mấy chị. Bán con đầm hàng xuất 50.000 nè mấy chị ha. Bán cho mấy chị con đầm hàng xuất 50.000. Đừng có cho nó bung lên nha, nó bung lên nó phùng lên một nồi luôn á. 50.000 con này dưới 78kg. Bán 50.000. Nguyễn Mỹ Lệ, Nguyễn Mỹ Lệ mấy bill cái nó giao cho em chưa Lệ? Bữa em lừa cho một cái quần rất bị trọt. Thì hồi trưa em nói chị á nè à, của chị Nguyễn Mỹ Lệ thứ bảy em qua luôn. Ừ 50.000 đồng của Thái Huyền nè. Em trưa em có nói chị gửi bộ đổi cho em size XL nha. Bộ nơ hả Tuyết Hoa? Bộ nơ quần dài hả? Bộ áo, bộ nơ trắng quần dài hả hay là sao? Nhắc đi chị đổi luôn cho. Nè còn con áo dây nè. Còn con áo dây size lớn nè. Áo dây size dưới 90kg nè. Bán mấy chị 50.000. Có một con nè. Cái này không có chị Huỳnh Hoàng. Chứ có là bà hốt rồi đó. Còn con áo dây. Áo dây của chế Thùy Dương. Trang ơi chị Trang ơi mai đi. Mai chăng ra gói niệm nhà em về một nùi chị mua. Thùy Dương áo dây 50.000 nè. Nào lên cầm mấy bịch đen dùm lên cho. Còn con đầm này dưới 77kg bán 50.000 luôn. Còn con đầm dưới 77kg bán 50.000 luôn. Còn con đầm nè. Nơ trắng quần dài 250 đổi XL. Bây ơi qua lấy bộ nơ trắng quần dài XL qua đổi. Qua bỏ vô cho chị Tuyết Hoa anh ơi. Mai đi bên biêu hàng Tuyết Hoa là lấy hàng về nha. Ôi chết mẹ bắt đầu nhất coi. Tuyết Hoa đâu phải tỉnh đâu mà ở thành phố. Tuyết Hoa thành phố. Tuyết Hoa thành phố hả?
Mai đi chị. Đầm của Kiều bông gòn 50.000 đứa nào ghi. Hôm nay nhắn tin dài à. Giờ làm là không có được. Đá đá rồi mới hồi chiều. Dạ ok là em có con áo xanh hả? 50.000 của ai? Kiều bông gòn. Ừ Kiều bông gòn. Dạ. Tại vì sợ chưa nhận thì để báo bưu điện đó. Nè. Thôi mấy chị đừng hốt con áo này để cho anh em mặc cũng được. Đừng hốt con này. Nè bán luôn 50.000 luôn. Bán 50.000 luôn cho mấy chị nè. Áo này dưới 92kg nha. Áo này dưới 92kg mặc dễ thương lắm, với sọc dễ thương lắm. Chốt giùm em áo hoa xanh 50.000. À 50.000 bán luôn mấy chị. Nè bán cho mấy chị con áo rêu. Con áo rêu dưới 75kg 50.000 luôn. Áo rêu cổ tim đúng rồi. Ghi chữ đổi. Nè còn áo dây nè chị. Nè còn áo dây nữa nè chị Thúy Phan. Nó nè 50.000 nè. Thúy Phan Diễm Phan 50.000 nè. Chị đơn để lại nhắn tin vô fanpage giùm em nha. Áo hoa xanh 50.000 của Nhung Lê nè. Thu Hà lấy áo nào chị? Dạ có rồi chị Thì Dương. Cảm ơn chị. Em có một con cánh sen nè. Em có một con cánh sen cũng dưới 90kg nè chứ. 50.000 nè chị Thì Dương có muốn lấy thêm không? Con này trắng trẻo lắm. Chị Thu Hà lấy áo 50.000 áo nào chị ơi? Áo 50.000 áo nào báo em nha. Em có con đầm bán 50.000 nè. Em có con đầm đéo với chị nó. Rêu của Nguyễn Mỹ Lệ 50.000. Hoa xanh 50.000 của chị Thu Hà nè. Em có con đầm bán luôn. Em còn con đầm bán luôn 50.000 cho mấy chị. Dưới 72kg bán luôn 50.000 luôn. Dưới 72kg bán luôn 50.000 luôn. Bán vậy á. Chịu nổi không? Này để em đi tập thể dục cho mấy chị đừng hỏi mua. Để em đi tập. Hít thở, hít thở. Đầm của chị Văn Thị Sinh nè. Văn Thị Sinh 50.000. Bán luôn. Em có một con áo xanh bạc bầu nè. 50.000. Con này chị Thúy Phan lấy đi nha. 50.000 áo xanh dưới 90kg bạc bầu. Thu Hà 50.000. Em còn một con áo rêu nè. Dưới 90kg. Bán cho mấy chị 50.000 rêu 90kg. Em còn con rêu cổ tim mà trời ơi con rêu này không mặc mặc gì vậy. Con này bỏ trên ghế cái gì vậy? Bỏ trên bàn cái gì vậy? Có con áo dây nè. Áo dây này hồi xưa em bán nhiều lắm mấy chị. Em có con áo dây 65kg nè. Nè tặng cho chị Thanh Thảo Quảng Ngạc ấy. Tặng áo dây cho chị Thanh Thảo Quảng Ngạc ấy. Nè còn một con áo dây nè. Con này 95-100kg nè. Con này 95-100kg nè. Áo dây 50.000. Ai chốt chốt nha. Đúng rồi chị, nó một size à chị. Nó có một size thôi chị. Thu Hà này ở đâu mới nha. Coi dùm Thu Hà nha. Áo dây của chị Nhung Lê 50.000. 50.000 của chế Nhung Lê. Thấy Nhung Lê không con? Nè còn một con mã đẹp nè. Mã 95kg rồi. Mã dưới 90-95kg là đẹp không? 50.000 mã sọc. Con này vải đẹp lắm. Con này vải đẹp nhức nhối luôn. Con này vải đẹp nhức nách luôn. Vải đẹp tàn canh giá lạnh. Dạ vô chọt ngón tay cho chị em hay chị Thu Hà không? Em biết là chị là khách cũ. Nhưng mà chị có thể chọt ngón tay giùm em được không? Bộ này bán cho mấy chị. Áo sọc của chị Thúy Phan nè. Bộ này size L bán cho mấy chị 100.000. Bộ chín tóc áo ba lỗ. Bộ chín tóc áo ba lỗ. Thúy Phan đọc kèm cho nó để tụi nó biết. Thúy Phan Diễm Phan kèm vô đây tụi nó biết. Thúy Phan Diễm Phan kèm cho tụi nó biết. Bộ eo vì này dưới 70kg nè bán 100.000. 100.000.
đừng ai mua cha mấy chiếc mẹ em luôn cũng được. Em tập gì? Ủa sao vậy, ai chọc nó vậy? Ai chọc nó? Ừ em còn con quần nè mấy chị. Em còn con quần size 34 nè. Chính tóc của Vân thì xinh 100 ngàn. Em còn con quần size 34, 75, 77 kg trở xuống nè. Bán cho mấy chị 140 quần riêng. Chị nào chốt quần riêng chốt lên giúp giùm em nha. Còn con này size 33 nè. Em còn con này size 33 nữa. À, còn con này size 33. Hồi chiều có để một con quần dài không đắp cho An đó nha, An Nguyễn. Chính tóc bộ chính tóc em nhiều ký. Size 34 của Linh Hồi 140 nè. An Nguyễn lấy bộ đây này. An Nguyễn lấy bộ này nè, size XL của em nè. Chứ size đó em 75 kg, sao vừa em. Sao vừa được đây nè. À, nhưng mà quần caro áo ba lỗ nè có size XL. Ha. À, quần caro cái này có size XL nè, em lấy bộ này được không? An, hồi chiều là em có một cái quần sỏi, một cái quần dài á nha An. Quần dài không rách á. Em muốn coi không? Thì đưa đi lên cho em coi. Nè, cái bộ caro mới có size XL cho em nè. An Nguyễn. Cái bộ caro này có size dưới 80 kg nữa nha. Bán 100 ngàn cho hết hàng. Đường nào về năm căn nhớ nhau qua lại không đằng. XL của ok. À, An ơi, có muốn coi cái quần rinh lại không hay là tin chị lựa? Hay là muốn coi lại? Thái Huyền 100 ngàn. Thái Huyền có 100 ngàn có chưa? Nè của An Nguyễn 100 ngàn nè. Của Trân Anh Boss nè, 100 ngàn của Trân Anh Boss nè. 100 ngàn của Trân Anh Boss nè. Mai một kho bánh kẹo gì rồi nha. Cho nên mấy chị phải. Ủa hồi nãy ai lấy cái bộ này? Hồi nãy ai lấy cái bộ này quên nè. Mâm bỉm hả? Mâm bỉm hả? Mâm bỉm lấy eo vì 70 kg con. Mâm bỉm 100 ngàn nè con. Rồi còn bộ XL cho ai à? Caro không có 100 kg em ơi. Minh Tuệ Lê 100 ngàn. Ừ để chị đưa lên nha. Cho cái bill của An Nguyễn lên đi anh ơi. Em có chương váy quần jean 220. Ai muốn coi thì báo em nha. Rồi đợi chị đưa lên nha. Ngủ rồi kìa. Mày thức mày quậy gia cố vô giờ mắt lem diêm mà kìa. Hen mắt lem diêm hen. Tao thấy hết á. Tao ngồi đây chứ tao giống như đèn đường soi sáng vậy đó. Nhìn gì đâu con mắt. Bóp nhìn tao lại. À, bỏ sau lưng cái bao áo ra kìa. Bộ này 90 ngàn nè. Xinh tươi luôn. Bộ xanh nhúng. Đẹp không mấy chị? Xanh nhúng dưới 85 kg nha. Bán mấy chị 90 ngàn. Bộ này quần lửng 100 ngàn nè. Bộ này quần lửng thì 100 ngàn nha. 60-85 kg. Quần lửng bán 100 ngàn. Chị nào chốt 100 ngàn chốt lên giúp giùm em. 100 ngàn quần lửng. Mắc mơ mơ ơi. 100 ngàn quần lửng nha. Quần lửng 100 ngàn. Holy tea vàng quần lửng luôn. Holy tea vàng quần lửng luôn. Ổng đang bi ổng chọn. Về trễ quá không làm móng làm đồ à. Nè. Ly tea vàng 60-85 kg. Nha. Quần lửng 100 ngàn. Ai chốt lửng thì chốt lửng. Bây giờ thèm bóng đậu mắm tôm mới luôn nè. Giờ đặt gì không con? Đặt hai. Đặt 4 phần. Cái món từ ngày hôm qua đến giờ nó thèm quay rồi. Ai? Nó. Sao nó thèm đủ thứ vậy? Mà nó đủ ăn con buổi sáng rồi. Buổi sáng ai ngủ cho tụi nó mà mày đủ? Hả?
Ủa mấy chị không coi nữa hả? Mấy chị không coi like nữa, nghỉ nha. Nghỉ ăn bún đậu nha mấy chị. Hoa, hoa, hoa đùi 90.000 mấy chị. Hoa đùi 90.000 nha. Ở trước là có rút. Ở trước đó có rút giày nè. Em rút lên cho mấy chị coi. Để giày mấy chị không có, không có xác định được cái đồ nó như thế nào đâu. Phải rút lên cho mấy chị coi. Mấy chị mới xác định được cái đồ của mấy chị đó. Rút mới có một bên. Ờ cái bộ này rút một bên, rút ở giữa mấy chị. Cái bộ này rút ở giữa ha. Cái bộ này là rút ở giữa nè. Hai vòng xong đủ. À rút hai bên. Rút hai bên mấy chị, nó có dây hai bên nè. Tuột dây lên cái này. Tuột dây lên rồi mấy chị. Cái dây nó bị tuột lên rồi. Bán cái áo 60.000 cuối like đi. Bán cần cái áo 60.000 cuối like đi mấy chị. Đây. Bán cần cái áo 60.000 cuối like. Dưới 85kg bán 60.000. Một con duy nhất ha. Chị nào mà bill mình mới có một cái hai cái mà khách cũ thì muốn mua ngày mai, mua chăn ra gối nệm về một xe ba gác thì báo em nha. Ok không mấy chị? Áo của chị Diêu Dương nè. Hôm qua vô, hôm qua em trả đồ chị Diêu Dương có không vậy ta? 60.000 của chị Diêu Dương. Còn con áo nam nè. Hello Nhi Phạm, lấy em bộ hoa đùi chị Thùy Dương. Bộ hoa đùi hả chị? Giờ chị lấy cái nhíp chị gấp cái dây rút chỗ đó ra nha chị. Nha. Tính chị 80.000 hay công có lấy nhíp gấp. Nhà chị Thùy Dương nè. Chị Thùy Dương nhiêu ký ạ? Nè chị Thùy Dương 80.000 nè. Áo ngực 160 chị Tuyết Ngon chống cuộc. Chị muốn coi hoa nữa không? Em cho chị coi vài bộ hoa rút. Nè em có bộ hoa rút nâu nè. Nè. Trời ơi biết tôi để dành không mặc luôn á quỷ này. Thái Huyền 50.000 nè. Thái Huyền 50.000 nè. Có chân váy năm. Bi lấy cái chân váy ngày hôm nay về cho mấy chị em. Có quần rin lửng size 36 lấy em cái. Nhưng có nhưng mà mẫu 200. Để em coi thử còn 36 không nha. Đây là chị, nhưng mà quần này 200 chị ơi. Ủa 34. Ủa đây chị. Quần này là cái ký nào của em mà em sale là em nói em sale nha. Còn quần này là hàng chính quy nhà em. Đây. Hàng em mua giá chính quy là em sẽ bán chính quy. Ok không chị Thu Hà, size 36 nè. Vải rất là đẹp nha. Vải đẹp cực kỳ. Nè chốt với chị Thu Hà quần 200 nè. Còn hàng sale là em đã sale sạch sẽ rồi. Bộ đồ ngủ em ơi 38 luôn đi chị, rinh lẫn. Con này không có 38. Ủa chị Trang mới vô hả? Con này không có 38, con này hãng khác. Nè chị gì đó. Chị gì đó lấy áo rút nè, em có bộ nâu nè. Em có bộ nâu đẹp không? Bộ nâu này chị nào 60 đến 85kg cũng được. Mà 80kg cũng được, nhưng mà 85kg cũng vừa. Đô Lan ơi, Đô Lan qua đây con. Đây đây. Em có bộ nâu đẹp không mấy chị? Không rách ra, đưa trẻ lại lấy không rách. Không rách giờ biết lấy rồi. Từ từ coi nha. Bây giờ qua có cái chính sách mà có hai nút á. Không rách thôi chị. Đây đây đây. Lấy 36 đi. Lấy mẫu này 36 nè chị, không rách nè. Không rách chính sách nè, có hai nút. Nè lấy mẫu này 36 đi bây. Bộ nâu. Ai lấy bộ nâu chốt giùm em, bộ đồ ngủ em ơi, đang đang lên nè chị. Chị mới vô hả chị Trang? Chị Trang mới vô hả chị Trang? Rồi chốt đi, chốt cái Thu Hà đi. Đây là bộ hoa xanh. Bộ này là bộ hoa xanh mấy chị, hoa xanh rút dây. Đợi chế sầu đi. Đợi đi em cho cái con hàng này về. Lấy em cái rách 32, đợi đi. Em cho cái con hàng này size 38 về với làng ít về. Mấy chị đợi em ơi. 32 con này phải không? Rồi em cho cái hàng này về, chị ráng chờ em 3 ngày được không? Chị Trang. Ráng chờ em 3 ngày được không? Em cho ít hàng này về. Chị thích 38 đúng không? Em lựa cho mấy mẫu 38. Em chị nhắn tin cho em đi. Em đặt cho chị hàng luôn.
389 tóc hay 3 tiếng dài, loại 270 em đặt cho chị vài cái. Thiệt. Em đặt kho luôn. Nè 32 của chị Nhung Hồ, Nhung Ngô nè. Nhung Ngô 200. Đô la ơi. 200 luôn chị. Quần rin này không có size 92 kg Kim Anh. Quần mà 92 kg là chị Yên có quần quần nhớ giữ đầm bi cho em nha. Ê mới cái mẫu đầm bi mới về 260 đẹp quá trời mà không lấy. Đồ ngủ quần đùi. Đó đổi lấy hàng về nãy đỡ bộ đó. Nãy đưa quăng ra bộ ghi hoa tuyết chưa? Rồi. Cái hoa có ghi là đổi không? Hả? Có. Mới cái hàng đây mà ngồi quên rồi trời. Số phải lựa mấy cái bill lớn là. Chị Trang nhắn tin cho em đi, chút xíu em làm hàng chị cho nha. Rin dài 92 kg. Em lựa cho chị Kim Anh một cái 92 kg size 38 39 40 được không? Hay là chị muốn coi mẫu nè, em có mẫu lông chuột nè. Nè mẫu lông chuột 92 kg nè chị 270. Mẫu lông chuột 270. Đây, size này size 92 kg nè. Mẫu này có nhiều size lắm, mẫu này có size tới 100 kg là lông chuột nè. Gửi bill cho Thùy Dung thành phố nha. Gửi bill cho Ngọc chị Hồng Ngọc Dũng Thầu luôn. Bộ này em còn có mấy con hả mấy chị ơi? Bộ này hết quá. Ok chị Hà đợi em tí xíu. Hai nút là nó có hai cái nút đóng ở dưới thôi chị. Nó vẫn là chín tấc không rách nè chị Hà. Nó vẫn là chín tấc không rách. Đó nó đóng cái nút bên đây thôi. Đây chín tấc. Mẫu chín tấc hai nút là đang kêu mẫu chín tấc hai nút là chị. Đó. Đô la đô la. Đô la đô la. Đô la đô la. Kêu cái nhỉ. Đô la đô la. Đô la đô la. Qua đây em. Qua đây em. Em muốn mặc cái đầm. Em muốn mặc cái đầm. Mai mai gửi quỷ. Nữa không chị Thu Hoàng nữa không? Giờ rảnh này nữa không? Mai vô mua bánh kẹo Tết nha. Em nói thật lòng, mai mau vô mua bánh kẹo Tết với túi xách. Giờ em về em làm giá túi xách cái. Túi xách mới về luôn. Là bán giá mềm mềm cho mấy chị có đi Tết ha. Rồi, hết chưa? Ê còn cái nè. Chín tóc hai nút 200 thấy rồi. Nè còn cái, một cái duy nhất màu vàng size dưới 82-83 kg. Còn một cái thôi. Giờ bán 80 ngàn còn có một cái bán 60 ngàn làm ơn hút giùm cái. Để quẹo qua quẹo lại nhìn chóng mặt quá trời luôn. Thiệt, quần đó 200 mới thấy Huyền. Ngày mai mấy chị đợi cái lớp mền này về nha. Mấy chị tin em đi, mền mềm lắm nha. Ngày mai làm ơn đợi. Ngày mai làm ơn đợi cái lớp mền này về giùm em nha. Mềm cực kỳ. Đắp rất là sướng. 250 ngàn. Mấy chị nhớ ha. Xem chân váy quần đâu Lobby. Đây ở đây. Chân váy quần này chị Thu Hà. Đây là chân váy quần của hãng của xưởng nhà em. Còn chân váy quần rin thì khác nha chị Thu Hà. Đây. Ở trước cái tà mấy chị thấy nó xéo xéo không? Đó. 150 ngàn một cái con này. Con này có tổng cộng 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Đây, chân váy quần. Đô la ơi. Đô la, ở đây coi. Còn mấy chị có muốn mua chân váy quần của Jin không? Thì 220. Đủ size luôn. Đủ size nha. Đây, chân váy quần chữ Chanel. Đây mấy chị. Cái này là có size tới 100kg luôn á nha. Chốt chân váy quần kèm số ký đi ha. Chốt chân váy quần kèm số ký đô la ơi. Đó đang muốn cắn viết tới giỡn á. Đó, đem lại. Đem lại cho lùn rồi quăng tiếp đây. Nè, đô la, nhìn nha. Nhìn nè. Rồi, đứng luôn. Đúng rồi, đem lại cho chị lùn đi con. Đó, trời ơi, giỏi quá à. Giỏi quá trời luôn. Đây. Đem lại nó đẹp lắm nha mấy chị, vải co giãn dữ dàng lắm ha. Vải co giãn rất là dữ. Giữ ơi là giữ, giữ ngang ngửa em luôn á. Má giờ lấy ra đây ta. Rồi cái chị nào chốt nữa không ạ? Cái chị nào chốt nữa không? Chị chốt lên giúp em nha. Chân váy quần Jean hở Cherry Louis. Jean hở Cherry Louis ơi. 65kg eo 85.
Có size 41 nữa nha. Cái gì vậy? 85kg. Bái gì? Cherry Louis nè con, 220. Nhiều mẫu lắm, Cherry Louis muốn coi nữa không? Chưa mấy quần chị nhiều mẫu lắm. Sọt riêng 220, sọt riêng Ngọc Trai cũng nhiều mẫu lắm. Đó. Rất là nhiều mẫu, eo 85. Rồi mấy chị có lấy chưa? Chị nào mà bill mới một cái nha là nhớ nhắn tin cho anh Phước ha. Chứ không nhắn tin anh Phước là anh cho đi bill á. Hết tuần này chứ bắt đầu, bữa nay thứ mấy rồi. Hết tuần này chứ bắt đầu qua tuần sau là bill ngày nào đi ngày đó nha. Chưa mấy quần 150 nè. Chị chút chốt đơn cho em chuyển khoản hai ship luôn nhau kìa. Giờ xuống làm bill mâm điểm trước, mâm điểm ở tỉnh ở thành phố hả? Có đây. Mâm điểm ở tỉnh ở thành phố. Ê hôm nay về con đầm đẹp lắm nha anh Thùy Dung. Hồi nãy thấy con đầm tay cánh tiên về chưa? Hồi nãy thấy con đầm tay cánh tiên về chưa? Hôm nay về con đầm đẹp lắm luôn á. Đây nè Thùy Dung, mặc con đầm này đi rồi thấy cái form nó sang chảnh nha. Đưa lên hình sẽ không đẹp, hứa luôn. Nhưng form rất là đẹp. Nè, nè coi cái form nè. Coi cái form đầm nè. Chút nữa đưa cái form đầm lên trên bài viết cho coi. Cái form đầm, tại sao ở trước nó dùng mà chị biết không? Tại vì cái chỗ đây khi mà mặt ngực lên nó căng ra ha. Nãy em có hỏi Yên vòng tay, em muốn Thái Huyền muốn mua vòng tay giống chị Yên thì đợi tí xíu đi nha, đợi tí xíu chị sẽ lấy mẫu chị gửi cho và chị báo giá cho nha. Mua giùm, cái nào nói mua giùm là mua giùm nha, cái nào lời là lời. Không nói thiệt, con đầm đen này chút nữa, đầm 280 chị Hương, đầm này mới về. Cái con đầm này mấy chị mặc lên á, nó làm hay lắm, nó làm cái tay cánh tiên á, nó phùng phùng ra vậy nè, nó ôm vô eo xong nó xè ra, dưới nó có xếp ly. Nè bỏ con đầm tay cánh tiên tay vô kìa, có 7kg có size chị Hương, size L. Chốt cái con đầm đó size L đó đi, mẫu đầm này đi dạy được, được. Chốt cái này cho, tay nó ra tới đây mà, tay nó phùng ra tới đây mà. Chút nữa đăng lên cho coi, ủa chị Nguyễn Hương phải size L. Mai vô mua bánh kẹo Tết nha mấy chị nha. Nè còn điện thoại nè, giao cho Thảo Nguyên nè. Cho xem lại cái. Cho xem lại cái bây giờ. Vải đẹp lắm chị Hương. Vải đẹp lắm. Đầm có size 87kg nha chị Trang. Cái con đầm này mấy chị mặc sẽ không thấy nóng bụng nha. Mấy chị thấy mẫu đơn giản nhưng mà thật sự nó không đơn giản ha. Đây, thật sự là cái tay nó đây tới đây nè. Nha. Con này là đi dạy là hơi bị đẹp. Em có mấy con đầm đi dạy đẹp lắm chị Hương. Bây giờ chị Hương mua được cái nào chưa? Bây giờ chị Hương mua con đầm mà. Con đầm 4 nút, con đầm cổ lá sen rồi chưa? Đây. Cái con này 87kg vải rất là đẹp mà mặc lên rất là gọn. Chị Trang, hốt con này 2 ịt đi chị Trang. Hốt con này 2 ịt đi, dưới 90kg. Lấy con này 2 ịt cho chị Trang đi. Dạ được chị Hương. Nghe anh Phước đọc không? Trang thành phố 505 ghê không? Quá trời ghê. Bán chục cái trang giờ phải gán nhớ. Tối mặc đầm này chụp hình nha chị. Cái con này chút nữa đăng cái hình đầm lên cho coi. Chị không nổi Huyền. Nè cái này của size L của Nguyễn Hương nhà bè nè. Lấy cho Hương đi. Quăng hết đi. Đô la ơi, lên đây con. Dạ lấy cho chị Hương. Đô la ơi. Đô la ơi. Đô la. Đô la. Qua đây. Nè anh à, không có ăn đồ ăn á, bớt xuống nè anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Thôi nè, đừng có cho ăn cơm nữa, cái đít bự chà bái lửa. Đít mập tù lù như con heo.
Đồng đó có mấy một màu đen à, chị Văn Thị Sinh một màu đen à. Ờ mấy chị ráng đi. Em ra hàng còn có mấy ngày nữa em qua Tết em sẽ đủ màu cho mấy chị. À quên, chị mới bị chịch. Đang mệt đó, anh Phước giơ tay ống nội kìa. Đang bị chịch, đang tiêm mũi 3. Ờ ngày mai em sẽ về bánh kẹo Tết hết cho mấy chị ha. Cho nên ngày mai mấy chị nhớ nha. Kẹo này có 50 ngàn thôi. Kẹo con ong nặng lắm. Cái bịch kẹo con ong nặng cực kỳ mấy chị. Dẻo nè, mềm, đủ vị luôn. 90 ngàn. Kẹo xoài thì 80, nhưng mà xoài đâu rồi, kẹo xoài hết rồi. Mai đi mấy chị, mai em về thêm vài mẫu cho mấy chị mua. Mua ít từ từ. Bill nào nhiều nhiều thì đi, còn bill nào ít thì thôi bớt lại. Cái tối nay nhà sốt hết nè. Đô la trên con đi mấy chị. Còn con Euro nữa mà cho, trời ơi, con nó cho 5 người đem tao trả. Được cái nuôi chó mà cho 5 người đem tao trả. Đô la ơi. Chị có tin mà chó mà nó cũng biết nhà ai làm ra tiền không? Chị có biết, chị có tin mà nó mấy chị tin là chó mà nó cũng biết ai làm ra tiền không? Ông Phước anh Tư đuổi nó đi vô chuồng không bao giờ. Mà có khách là thích chơi với khách á. Chó thân thiện không biết sủa rồi. Thích chơi khách là lạng qua lạng lại diện tới lạng lui. Mẹ em chàng rèm cho đi vô chuồng là một phát một. Cuối đầu đi vô chuồng. Đó một phát một rồi. Anh Phước mà phạt một cái là thôi khỏi. Khỏi bao giờ bỏ chân xuống. Phạt hai chân đứng như tường rồi nè. Là đứng hoài luôn. Mỏi cũng đứng nó đứng kiểu vậy. Đứng cái kiểu hai chân đứng vậy nè. Đó. Em đâu có người chó đâu mấy chị. Nuôi bả thương luôn. Nuôi bả thương tới giờ luôn á. Khỏi đi bệnh viện thôi anh ơi, cho nó ăn lại đồ ăn là nó hết bị sà mau à. Bị ghẻ gì mà từ hai con gái luôn. Quá wow, cái mặt đó. Nó tư kiều à. Đó trời ơi, bên đây nó tư kiều biết nghe. Rồi mai gặp lại.